gái với em. Bảy mươi đi. Cái máy nó lùn ỉn đi. Cho em cọc bộ đùi chị em bán tặng cái. Bộ đùi đùi chín cũng được. Cho em cọc tầm khoảng 10 bộ. Cái màu nâu này cũng được này chị Duyên. Chị Duyên. Ừ. Trên nó đứng cái ghế cho nó bộ màu nâu nó cũng được. Nâu nâu hồng 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 chứ không phải nâu. Hồng bên nữa, bên tay phải. Qua nữa, qua nữa, qua nữa, qua xa nữa. Đó hồng hồng. Đấy. Cái gì dài? Dài. Nè, mấy cái nè. Màu xám chứ mấy. Rồi xin hello cả nhà nha. Ừ. Còn mỗi màu xám thôi. Hello, hello cả nhà, chị nào thấy nguyên rồi tương tác nha. Rồi, trưa nay lên bộ đúng không? Trưa nay lên bộ sẽ sale bộ. Sẽ sale bộ đầu like. Nha, cố gắng 122 lớp đó. Thơm mà. Nó tính tiếng năm luôn. Rồi chị nào tháng nguyên rồi tương tác nha. Hôm nay là lên bộ sam nhiều, sale những cái mã rất mẫu lại còn bộ hai bộ là em sale hết luôn. Sẽ bán tặng cho chị em mình bộ này đầu like nha, cố gắng là chia sẻ lên luôn dùng nguyên cho chị em mình nhé. Mỗi chị em mình vô xem like nhớ chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Đấy, nhìn ok chưa là lên luôn nhá. Lên 50 view sẽ bắt đầu bán tặng luôn cho chị em mình những cái mã bộ sam này luôn. Cố gắng mỗi chị em mình vô xem live chia sẻ lên luôn dùng nguyên, nhìn ok chưa chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem live nhớ tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Tương tác nha. Bữa nay mà lên 100 view cũng hơi bị chậm hay. Nhìn ok chứ chị em ơi, đợi đợi lên trên 50 view sẽ bắt đầu sale. Chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo có chia sẻ đâu, hôm nào cũng bảo đã chia sẻ mà đã chia sẻ đâu. Nó đâu có hiện logo người chia sẻ. Không có chia sẻ công khai là nó không hiện được logo người chia sẻ đâu. Chị em mình cố gắng vô và chia sẻ công khai lên luôn dùng nguyên nhé. Đấy. Rồi lên cho chị em mình mã này. Rồi chào view 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 lên qua 50 view mà bữa nay nó hơi bị hiếm này. Tương tác kém dễ sợ luôn. Lên 50 view để bán tặng cho chị em mình bộ này với giá là hàng này mình đang sale mấy?
lên 50 viên bán tặng cho trẻ mình, bộ này giá cực kỳ rẻ luôn. Bộ hàng chiến sĩ xịn, và hàng này hàng đang là hàng 135. Hàng 135. Và Nguyên đang chờ view cao lên xíu em bán tặng luôn trẻ mình, cố gắng. Mỗi trẻ mình vô xem like chia sẻ mạnh tay lên luôn dù Nguyên nhé. Đây này. Bộ này size 52 55 đổ về trẻ mình chốt đẹp. 52 55 đổ về chốt đẹp, cố gắng chia sẻ nha. Riêng những cái gì hàng bán tặng em chốt cho ai chia sẻ thôi. Còn ai không chia sẻ bỏ qua nha. Còn bộ những cái mã bán tặng thì chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua. Cố gắng chia sẻ mạnh tay nhé, tương tác lên luôn dùng nguyên xíu trẻ mình thôi. Bộ 52 55 đổ về, hàng này hàng hàng hot girl đang chạy trẻ mình 135.000 này. Đang chạy 135, trẻ mình kiểm tra lại hết thử là mình đã chia sẻ công khai chưa nha. Để săn cái bộ này. Em chờ 50 view thôi. Qua 50 view em bán tặng cho trẻ mình cái này luôn. Nha, bộ này em đang sale trẻ mình là 89.000. 89.000 đúng không? Lên mã này là mã tặng bộ luôn dùng nguyên đi trẻ mình nó. Chốt mã này là mã tặng bộ đi. Comment mã tặng bộ được từng này bộ này. Chưa tới chục bộ đâu, lên mã tặng bộ là ok nhá. Em lên luôn trẻ mình bộ này với giá là 65.000. Giá này giá tặng đầu like trẻ mình ơi, những cái gì đang tặng đầu like trẻ mình bao giờ cũng thấy là nó rất là rẻ. 65.000 cái bộ này, chưa bao giờ có giá này hàng xịn nhá. Từ đường kim mũi chỉ luôn cho trẻ mình, lên mã này là mã tặng 65 là ok. Tặng 65 nhá. Thì cái tính quần công sở là ở ngay chỗ này nè. Bỏ lên cho em bán tặng hình như là chục quần ấy, có hình chục quần ấy. Lên mã tặng bộ 65k, chưa bao giờ có giá này và cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhá. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Nha, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua nhá. Ai không có logo người chia sẻ đừng comment lên mã này nha. Giá này chuẩn giá bán tặng rồi. Đấy, lên luôn những mã tặng bộ 65k. Chưa bao giờ có giá này, chị nào mà hai sale hot girl line là toàn bộ là 135.000 hết. Bộ này toàn bán 135.000 hết, size 52 gọn 55 nhé. 52 gọn 55, cái này nó không có size nha. 52 và gọn 55, em đang lên cho em lên mã này, bộ người lớn chưa? Bộ người lớn chị ơi, lên mã tặng bộ nha. Comment mã tặng bộ 65k, chị chốt cho ai chia sẻ thôi nha. Đấy, chị em mình lên luôn dùng cái này. 65k, chị em mình nghĩ chưa bao giờ có được giá này luôn. Em đang sale là 89k nhá, chốt mã tặng bộ cho chị Duyên Nguyễn một bộ này. Nha chị em mình cố gắng chia sẻ để đỡ bị ẩn comment nhé. Cố gắng chia sẻ lên để đỡ bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Nhớ tương tác lên luôn dùng nguyên tặng bộ 65. 65 cho chị Duyên Nguyễn một bộ giùm em chị. Duyên Nguyễn một bộ. Cho chị Lê Phượng gần ngàn bộ. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Cổ hai lá này chưa bao giờ có giá nào hết. Đấy, chuẩn giá chị em mình, giá này là giá bán tặng đấy. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Nha. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhé, để đỡ bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Tặng bộ 65k nha. Đấy, view mà bữa nay có hình trên 100 view cũng hơi khó, thì lên 60 rồi giọt xuống, giọt 60 giọt xuống. Lên luôn dùng nguyên nhé, 65k. Đấy, chốt mã này, bộ này không xịn không đẹp quay đầu nhé. Giờ nghe rõ cái số ký giùm em đi. Em đọc 52, 55, giờ chị hỏi 56 ký vừa không, bỏ của chị Duyên Nguyễn ra đi chị. Bỏ chị Duyên Nguyễn ra đi. Nghe rõ số ký và chốt lên luôn dùm em nha. Em đọc 52, 55, chị nào gọn lên 55, giờ hỏi 56 ký có vừa không. Chị em mình tự Nguyên đọc cái số ký như thế là tự biết rồi, cần gì phải hỏi lại ta. Như thế là mình không vừa rồi nha. Lên mã bộ có hai bộ này nữa nè, tặng 65 luôn. Có đúng hai bộ này và tặng 65. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào mà hai xem hot girl like là toàn bộ là 135.000 một bộ. Không, cái này không, dòng này không có hàng rẻ chị em mình nhé. Lên luôn dùng này. Có hai bộ thôi, lên mã số 2 tặng 65. Chốt cho ai có logo người chia sẻ thôi. Chốt mã này là mã số 2 và tặng 65k nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Đúng hai bộ thôi. Bộ này là hàng chín, hàng mà hàng mango ấy. Không nhăn, không nhào, không rút nhé. Đấy, có hai bộ thôi. 65.000 mà chị em không xăng thì hơi bị phí. Thiệt đấy. 65.000 luôn nha, có hai bộ, lên mã số 2 là ok. Chị chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Đây một mớ quần công sở. Bộ 65, số 2 gì Thảo Lam bộ. Cho chị Mỹ Hạnh bộ, có hai bộ thôi. Có hai bộ thôi. Cái mã đây em có hai bộ, toàn bộ những cái này em cũng lên bán tặng cho chị em mình hết này. Hàng này rất hảo lạng cái đây. Cái mớ quần công sở này. Toàn bộ những cái mã em đã like qua rồi. Giờ rất mẫu lại cái bỏ lên bán tặng luôn chị em mình luôn. Nha, toàn hàng em sale 89k không, sale to này. Lên cho chị nào chia sẻ nha, để ý luôn dùng Nguyên nha. Ôi trời ơi. Lên mã tặng sung luôn dùng Nguyên. Con quần dáng sung và size trẻ mình 55 độ về chị em chốt ok. Quần dáng sung đen nhá. Cái này có 1 cặp này thôi, em bỏ lên bán tặng trước. Em đây luôn trẻ mình con này 55k, size 55 độ về thôi.
nha. Chốt lan ung dưỡng mã này là mã sung đen 55 hàng này, hàng em đang sale chị em mình 89.000 con. Size 55 nhá, size L chị nào gọn lên 57. Chốt mã sung. Comment sung lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ em đang mang trong người có, từ từ chờ em xíu. Lên mã sung 55k nha. Chốt mã này sung 55, chị chốt cho chị nào có logo người chia sẻ thôi. Chị thương Bùi không chia sẻ nha, chị chốt cho ai có logo người chia sẻ. Em nói rồi, những cái gì hàng sale đầu like ấy, chị em mình để ý coi like nhà nguyên mà. Những cái gì em sang đầu là em sale đầu like ấy, mà ai không có logo bỏ qua hết. Chị thương Bùi không chia sẻ em bỏ qua. Ôi trời ơi. Nè, quay cận luôn chị em mình xem hàng. Size 52 đổ về. Công sở xịn không á. Hàng này đang sale 89k. Cái này em sale chị em mình 69k luôn. Quần tay công sở nhà nguyên đẹp mà rẻ. Cảm ơn hồi chút nhé. Này, con này size 52 đổ về ngang với hàng cho chị thương Bùi con hồi nãy. Xung cho chị thương Bùi 55. Lên mã công sở size 52 đổ về. Cái này em sale chị em 69.000 nha. 69.000 hàng đang chạy em mình 89k này. Rất mẫu loạn cái. Hàng này giống như là hai biên luôn. Rẻ không người ta không đi, chị em mình là 140, 150. Không bao giờ có giá hàng chục rẻ nào hết nha. Lên mã công sở xịn size M, size 52 đổ về chị em chốt đẹp. Sale luôn chị em mình con này với giá là 69k luôn. Cho chị Ly Dung Kỳ. Ly Dung Kỳ 69k nè. Ly Dung Kỳ 69 nhá. Rồi lên luôn dùng con này. Cái này size 52 luôn. Con này size 52 luôn. Thương Bùi ship cùng đồ bé hồi tối à. Thương Bùi còn đơn Huyền. Trời ơi. Nè con này em sale 69k luôn nè. Tin nổi không? Con cái size 52 đổ về nhá. Size M nha. Size 50, 52 đổ về chị em mình chốt ok. Lên mã này. Comment mã này là mã nịch đi. Nè, toàn là dòng công sở xịn không chị em mình nhìn nè. Hàng này người ta sale ra cũng là 150, 160 một con hết ý. Nhá con thôi nè. Rất mẫu lại con. Cái này em sale chị em mình nó 69k luôn. Cái này là sale dưới vốn hết ý. 69k. Lên mã túi hoặc là mã nịch luôn dùng nguyên là ok. Chị Út Lành lên thông tin nhá. Út Lành lên thông tin dùng nguyên nha chị ơi. Lên thông tin nhá. Rồi quần giá su. Con này hàng đúng 89k luôn. Size 50 đổ về cho size S nhé. Quần giáng sung. Cái này em sale chị em 69k. Size S luôn dùng nguyên nha chị em mình nói. Đẹp lắm. Quyên nói những cái con này em chạy chị em mình bao rẻ luôn. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng này. Ok chị Hải Anh. Size S nha. Size chị em mình 50 đổ về chị em chốt đẹp lên mã sung S. 69k luôn. 69k những cái mã này là rớt mão lại nè. Đấy xón ra soạn hình như là còn một chồng nữa đấy. Còn một chồng nữa. Cái này size 52. Ok chị Út Lành lên cả địa chỉ trên line, số điện thoại trên line luôn dùng nguyên nhé. Rồi 69.000 đâu ra được. Con này 55k luôn. Size chị em 50 đổ về. 50, 52 đổ về là chị em chốt ok. Lên mã sung M luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã này là mã sung M. Bán tặng luôn kia chị em mình con này. Giá lên luôn chị em mình con này với giá là 55k sung M. Chưa bao giờ có giá này luôn. Sung M nhé. Lên mã sung M ok chị Út Lành nha. Sung M có một con 55k sung M. Chị nào lấy sung M đây một con quần ring. Nè, cái này mà giá mới khủng nè. Size 32 lận. Con này quần giãn nhiều, size dễ mình đi 60 bông trang được luôn. Size 32 quần này hàng giãn. Cái này em cũng bán tặng luôn chị em mình 69.000 luôn. Còn của cái đào line này là giá bán tặng hết. Để đổi lấy lượt chia sẻ của chị em mình ấy. Size 32 nhá, chốt mã 32 luôn dùng nguyên sale 69.000. Comment mã 32. Con này chị em mình lấy 60 bông trang được luôn. Vì hàng này hàng mềm và hàng giãn. Hàng 135.000. Sao chị em con này 69.000 được cái xe to. Chốt mã riêng không chia sẻ nha. Chốt mã riêng chốt cho ai chia sẻ thôi. Hàng này 69.000 chị em mình nghĩ mua con riêng với con quần công sở chỉ có 69.000. Không chia sẻ thôi, bỏ qua những cái mã này nha. Lên mã riêng size 32. Riêng size 32. Thu Hương chia sẻ rồi mà. Thu Hương chia sẻ rồi đấy. Thu Hương chia sẻ rồi. Rồi lên luôn dụng cái này ngầu này. Cái này cưng này. Cái này size 27. Cái này size 27 thôi. Nè. Kiểu của nó như thế này nè, đẹp lắm luôn ấy. Dạng hai nút nè. Dạng hai nút như thế này. Lên mã này là mã tặng 59 là ok, size 27 nhá. Con này tặng 59 size 27, chị nào lấy tặng 59 chứ tặng 59 luôn dùng nguyên siêu rẻ chị em mình ơi. Tặng 59 và size 27. Trời ơi, còn hàng 89k của nhà nguyên không nè. Size to. Con này size to, size 58 cái độ về. Nha, lên mã 58 luôn dùng nguyên là ok. Cái này em sale chị em mình 69k luôn. Chốt mã 58 luôn dùng nguyên nhá. Toàn công sở xịn chị em mình nhìn phần trong. Đây, nguyên lan quay cặn luôn chị em mình coi chất luôn. Tăng. Lên mã này, chốt mã 58 luôn dùng nguyên. Là 58 cái độ về cái này size 2X. Lên mã 2X cũng được, 69k luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 2X, 69k. Rẻ quá, phát đi chị em mình. Đây là những cái em còn rất mẫu lại em lên đấy. 69k nhá.
Rồi con này 55 đổ về lên mã 1X. Toàn hàng cái này là hai biên không nè. Toàn hàng hai biên không nè. Chị em mình nhìn cái phần trong của nó nè, nhìn cái công sở nè. Đấy, 69k luôn. 1X và 2X nhá. Coi 1X chị em mình tầm khoảng 55 đổ về là chị em cho ok. 1X là 55 đổ về nhá. 59 rồi bộ lon phía sau bao nhiêu ký, từ từ chờ em xíu chị ơi. Còn 1X nha. Ôi hôm bữa thì khách hỏi công sở. Khách hỏi công sở quá chừng giờ do ra mấy cái vậy mình không chốt phí chưa. Thằng 69k không, hàng toàn hàng 89k của nhà Nguyên ấy. Toàn hàng Nguyên sale. 55 ký Thiên Nghi. Đây này 1X đây này, 1X đây này. Dưới nó là 2X rồi. Cái này dưới 2X rồi. Rồi còn một còn 69k. 69k. 55 ký. Con này đẹp lắm. Cái này còn rồi. Còn 2X thôi. Còn 2X cho chị em mình tầm khoảng 57 58 đổ về là chị em chốt ok. Cái này đẹp lắm. Cái này Nguyên có một cái size 2X nhưng mà form nó không có to. Hàng này là hàng Nguyên hộp. Hàng này có hộp luôn ấy. Đấy, size này chị em mình tầm 50 đổ về, quần legging. Cái này tặng 39.000 luôn, nhận hàng con này vậy hàng chị em mình đi mua 150.000 một con không. Nha. Chốt mã này là mã legging luôn, dùng nguyên giá size X nhưng mà form nó không có to. Size tầm 50 52 đổ về vì cái này nó đánh 1X 2X 7X. Nha, nhận hàng để luôn dùng nguyên tặng 39 luôn dùng nguyên. Chốt mã tặng 39 chốt ra chia sẻ thôi nha. Chốt cho những chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 50 đổ về lên mã nút luôn dùng nguyên là ok. Comment mã nút dùng nguyên nhé. Chốt mã nút luôn dùng nguyên 69k. Trời ơi. Nút 69k size S. Size dưới 50 là chị em mình chốt ok con này. Lên mã công sở S đi, hoặc là nút luôn dùng nguyên là ok. Nha, chốt mã nút hoặc là công sở S. Cố gắng chia sẻ mạnh tay để trên view xíu chị em mình. Ở trên trăm xíu nè, view ít quá. Bán tặng chị em con này 69.000 luôn. Nha, chốt mã nút size S luôn dùng nguyên là ok. Nút size S 69.000. Đảm bảo là sẽ không đi đâu mua được những cái con công sở xịn nào với giá 69.000. Đi nhập không ra được. Còn cái này là size M, size 52 đổ về. Nút là size S nha. Còn cái con trơn này nè. Con này đơn giản phong thường nè. Size M nha. Đây, chốt lên luôn chung mã M. Chốt mã M là ok nhé. Comment mã M, chia sẻ không công khai. Tiếng Ali nha. Chỉnh cái chế độ lại. Chứ chị em mình không chỉnh cái chế độ công khai là nó không hiện được logo. S đà, nút là S đà. Nút là S, còn này M. Nguyễn Hữu Ngọc Anh. Rồi nhá, cái này size M nè. Form này form thường thôi. Dán dài chứ không phải form dán baggy. Chị em mình nhìn cái form quần. Lên mã M luôn, dùng nguyên là ok. 69k M luôn. Nha, chị nào lấy M69 comment lên M69 là ok. Ôi con quần dán boy còn nè chị. Quần dán boy mình còn đâu trong đó. Dán boy còn đủ hàng. Còn đi nguyên ri được. Cái này size M luôn. Size 50, 52 đổ về chị em mình chốt ok. 69.000 con nhé. Bao rẻ luôn chị em mình ơi. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này M luôn dùng nguyên nhé. Size 50, 52 đổ về em còn sót được mấy con thôi. Em đi luôn cho chị em mình cho nó gọn. Đây một con quần mì. Dán mì công sở. Mì công sở nhá, size 48 đổ về. M dưới rồi, M dưới rồi. Rồi nhá, con này là dán mì công sở nha. Nhưng mà form nhỏ thôi, form này tầm 45 đổ về thôi. Con này tầm 45 đổ về thôi. Cái này tặng 39k, mì hàng luôn nhá. Tặng 39k luôn. Nhưng nói riêng con quần đùi không là giờ mà đi nhập không là gà đã hàng năm rồi. Đã là hàng năm rồi. Cho chị em 39.000. 39.000. Rồi tiếp con này size 55 đổ về. Comment mã công sở XL. 55 đổ về nhá. Sale chị em mình con này. Ôi con này nó bị gãy cái này xíu này. Chị em mình có thể sửa. Chị em mình có thể sửa lại cũng được, còn không để này kéo cũng được. Cái này em bán tặng chị em 49k luôn. Cái này bị hư cái kéo vẫn được nhá chị em mình, nhưng mà cái cần này nè nó bị gãy cái này nè. Chị em có thể thay ra cũng được. Size 49k size 55. Công sở mà 49k size 55. Đấy, hai nút như thế này nhá. Lên mã công sở 49 và size 55 là ok. Chị nào lấy công sở lên công sở 49 và size 55. Quần mì em hết rồi, chân váy công sở có. Có đấy chị ơi. Quần mì luôn cho mã này. Có rồi nha. Chốt mã này là mã 49k và size 55 cái độ về nhưng bị gỡ một cái xíu chỗ này thôi. Đúng tương tác kém luôn ấy. 49 cho Út Lành. Nè, nãy giờ mà không lên nổi 100 view luôn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Toàn bộ này còn size nhỏ size 52 độ về. Con này 52 đổ về, Nguyên nói là bỏ ra cái con 69.000 xứng đáng đồng tiền trẻ mình bỏ ra luôn. Sướng hơn cái đồng tiền trẻ mình bỏ ra luôn. Còn hàng người ta chạy trăm mấy trăm mấy. Mà Nguyên sale trẻ mình chỉ có tiền chụp như thế nào mà không bắt. Con này 52 đổ về, lên mã 69 cao luôn dùng Nguyên nhé. Chúc mã 52 đi trẻ mình ơi. 52 đổ về comment mã 69. Nha, 52 đổ về comment mã 69. Rồi tiếp con này còn cá nữa thôi.
Cái này size nhỏ nhỏ. 39 Phạm Tăng có rồi. 52 này sao? 52 này. 52 Nguyễn Ngọc Trâm Bảo này. Bộ Nguyễn đang mang còn chưa? Bộ em đang mang còn xíu em lên xem. Trời ơi cái phong quần. Con này eo của chị em mình tầm eo 70 đổ về thôi. Nha, eo 70 đổ về. À không, eo con này eo 68 thôi. Con này eo 68 lên mã 68 đi vậy mà nó eo 68 đổ về. Cái này bị bung một cái nút này. Cái này bị bung một cái nút này. Huyền có lấy mấy con xe nhỏ này về không? Đó chiến cơ, Nguyễn Ngọc Trâm Bảo có rồi con nha. Con này xíu xíu bị bung cái nút rồi. Bị bung cái nút đi ra đóng cái nút thôi. Có được cái miếng vàng nè. Đấy. Có được miếng vàng nè. À được miếng vàng nữa này, chị em anh sẽ mở ra đây. Nha, lên luôn nè. Cái này sale nhá. Cái này bị bung một cái nút này, cái này chị em về có thể đóng nút lại. Em sale luôn chị em mình con này với giá là 49k luôn. Nha. Chốt mã 49k là 49K. Ok. Chị nào lấy mã 49 lên mã 49k là ok nhá. Tiếp con này. Còn một cái này em bán tặng hết ấy. Còn một cái này em bán tặng hết ấy. Con này hàng khách xã này, size 57 đổ về, cái này hết sành xanh rồi. Con này hết cái mà 49k nó là eo tầm 68 thôi nha. Tầm eo 68 chị em mình để ý cái số ký nhá. Ok, em lên bộ giờ luôn. Em lên bộ giờ luôn, bóc cái bộ của bà xã mang này, em ngay góc này. Ủa, ra đánh rằng có 1 ly nữa đó hả? Đấy. Đánh rằng có 1 ly nữa đó. Ly để uống nè, chứ đi uống không ngon. Cà, xóm cũng hoa ra rồi. Ở đâu, đây nè. Đây nè, ngay bên nè. Rồi lên mã 2 lớp, con này em bán tặng luôn, chị em mình 85k luôn. 85k con này, lô 2 lớp nha. 85k em có 1 cái. Cái này chị em mình 55 đổ về, chị em mình chút đẹp lên mã 85. Comment mã 85 cái này bị gì chị? Bộ mang cho Thu Hương. Từ từ. Bị sau lưng cái bị gì hả? Bị dơ hả? Thu Hương đi có thông tin chưa hề. Bao nhiêu à? Đã trả lời đã chút đâu. 85. Con này dơ, răng bộ này đang 85. 85 là áo khoác nè. Áo khoác. Buồn ngủ à, đang uống cà phê mà. Áo khoác 85. Cái này dơ xíu nè. Cái này lên mã 0 đồng luôn, dùng nguyên loại ok. Còn em mã 0 đồng luôn, dùng nguyên loại ok. Chị nào đang có đơn đã chốt. Cái này bị loan xíu, bị dơ xíu. Rồi bộ đang mang đồng, có mấy cái thôi. Bộ đang mang hiện tại còn có từng này cái thôi. Nha, có 3 cái, 4 bộ thôi. Bộ này không đi nhập sĩ, không đi trên trăm này. Toàn bộ cái này là đi nhập. Cái này trên là trên trăm nghìn hết ý. Còn 4 bộ thôi. 4 bộ thôi phải không chị? 4 bộ này. Đây 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 cái này 5 bộ. Bộ này em còn 5 bộ thôi, lên mã số 5 luôn được rồi nha. Toàn bộ cái này hàng em nhập trên trăm hết nè. Em sale nó luôn cho chị em mình bộ này lên mã số 5 nhé. Form này chị em lấy 60 vô tư. Lụa mango xịn luôn. Lụa mango xịn luôn. Nha, em sale luôn cho chị em mình cái này luôn. Sale luôn cho chị em mình bộ này với giá là 93.000 đi. 93.000 luôn. 93.000 luôn, có 5 bộ thôi. 5 bộ. Nha, em đi cho nó gọn kho luôn. Nha, chốt mã 93 là ok nhá. Chưa bao giờ có giá này, em nói thật sự luôn. Chốt mã 93 luôn. Nha. Hàng Sam xịn luôn, cho tiết mùa đông luôn, 93.000 có 5 bộ thôi. Có 5 bộ cho Nguyễn Hữu Linh Sang bộ nữa nè. Cho chị Mỹ Hạnh bộ này. Còn một bộ Nguyễn đang mang nữa cho chị Úc Anh nữa là hết. Em nói là lên cái giá này là lên cái giá để gọn kho luôn. Từ 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 từ. Bộ đùi hai bộ mã là gì ta? Không, cái này không phải đùi nha. Cái này là bộ lửng, chị em mình nhìn nó phối viền. Bộ đó mang cho Út Lành luôn vậy. Ừ, hết rồi. Có 5 bộ thôi mà. Đây chị em mình nhìn nè. Đây chị người tin trăm năm, cái bộ này chị cũng mua rất là nhiều rồi. Và hàng này toàn hàng em đi chị em là 110.000 đồng, 115.000 đấy. Chứ không có hàng rẻ nhá. Chắc rất là đẹp luôn. Rồi nhá, đổi qua cái mã này, lên mã LV luôn dùng nguyên nhá. Mã hồi nãy mã hết rồi, bộ em đang mang hết rồi. Bộ mang hết, bộ mang hết rồi nhá. Y như thế này, họa tiết. Họa tiết khác lên mã LV là ok nhá. LV. Có rồi chị Út Lành, có rồi. Em nói thiệt luôn ấy, em không bao giờ nói điều là hàng này em đang đi 110, 115.000 ấy. Là bán lại được mấy nghìn. Được mấy nghìn lên mã LV 60kg được chị ơi. Trong đây này LV này, chốt mã LV là ok. Nó y như nhau hết, không khác gì hết. Đấy chị em mình nhìn cái phần viền cổ nè. Viền cổ viền tay không phải hàng sổm sổm đâu chị em mình ơi. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Không chị Thiều Minh Phương đổ qua mã khác. Đây chị em mình nhìn hàng viết xịn luôn. Đấy. Nhìn hàng luôn cho Nguyên nhìn cái phần lai quần này. Lên mã LV nhá cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Ok có. Em đi luôn chị em mình mã này 93.000 đây chị em mình nhìn hàng. Cái này mang không nhăn không không, có không nhào không rút gì hết. Đây nè. Chị Minh Phương hàng nè. Bộ 93 chị em mình nhìn hàng nè, mai trần mai đè hết. Hay chị nằm mông to mông bự mang cũng ok luôn.
form này chị em đến 60 vô tư nhá. Y như này thôi, không khác gì hết. Lên mã LV luôn, dùng nguyên là ok nhá. Chút mã LV xe luôn chị em mình trên line là giá 93.000. Chị em mình dạo quanh khắp Facebook không ai bán giá này luôn. Tự tin luôn ý, dạo quanh khắp Facebook không ai bán giá 93.000. Vì đi nhập đâu có ra được giá này đâu. Đây, chốt mã này là mã lẫn 93, chuẩn hàng viết xịn luôn nhá. Chuẩn okay. Hàng viết xịn luôn. Đây, 93.000. Chị nào lấy cái này lên mã LV93 là ok. Thiệt nó còn ít ít nên là em làm biến up mẫu. Em lên em like một thể cho nó khỏe thôi, chứ còn em làm biến up lên ấy đó. Nha, chốt mã LV luôn là ok nhá. 93.000 LV. Đấy, mỗi mẫu em còn. Mà thật sự giá này không còn giá nào để sale, vì không đi nhập ra được luôn ý. LV 93 cho hoa nguyện. Lên mã LV là ok, cố gắng lên cả thông tin trên like luôn dùng nguyên là ok nhá. Lên cả thông tin trên like luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã này lên mã LV. LV 93.000. Size chị em đến 60 vô tư nhá. Đến 60 vô tư. Rồi lên mã này lấy giống nguyên đang mang lên mã của vàng ấy. Cổ vàng luôn dùng nguyên form 60 vô tư. Đây chị em mình nhìn form. Cái này gọi là rẻ quá thể như vậy mà nó. Bộ này gọi là rẻ quá thể. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã cổ vàng luôn dùng nguyên nhá. Cổ vàng. Vàng cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Cổ vàng đây nè. Trời ơi. Nhìn đẹp chưa? Y bộ nguyên đang mang nhưng mà cổ của nó là cổ màu vàng. 93.000. Nhá, chốt mã này là mã cổ vàng 93. LV chị Thu Thảo Hà, lên thông tin cho em đi chị Thu Thảo Hà ơi. Nè, nhìn hàng luôn dùng nguyên. Lên mã cổ vàng luôn dùng nguyên. Cổ vàng cho chị Mai Vang, chị Bích Dương, Bích Mai Phương Vang. Dương. Bích Phương Dương. Cổ vàng thì Thiều Minh Phương luôn. Thiều Minh Phương luôn, chốt mã cổ vàng là ok nhá. Chị nào lấy cổ vàng đẹp lắm chị em mình nói. Chuẩn giá bán xe bán tặng chưa? Cũng muốn mua thêm à. Hôm qua mua lanh đùi à. 350.000. Cho chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo, những cái mã này em nói thật sự là em qua mẫu luôn ý. Em qua mẫu vì còn ít rất rất lại thứ chưa tới chục bộ nên là em đẩy luôn thôi. Em đẩy luôn cho nó gọn kho thôi, chứ còn những cái này em bình thường em về rất là nhiều. Cổ vàng cho chị Minh Ngọc luôn. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây còn con nè. Rồi ok nhé, còn hai bộ cổ vàng. Chị em mình không mua này hơi phí. Bộ em đang mang hết rồi. Em sale luôn 93.000 giá này chị em mình đừng hỏi giá sỉ luôn. Em nói thiệt đấy, đừng hỏi giá sỉ. Còn tại vì em không nhận được. Nha chị em mình coi like coi cho rõ nha, những cái mã nào em đã xả lỗ thì sỉ lẽ đừng có hỏi. Vì sao là sau sỉ cũng giá này mà lẽ cũng giá này, tại vì em đã bán lỗ rồi. Đấy, thứ có ít là em đẩy luôn cho nó gọn kho thôi. À, quần đùi xíu này em lên chị ơi, quần đùi xíu này em lên. Cổ vàng cho chị Minh Ngọc là hai bộ. Ok, chị Minh Ngọc là hai bộ. Rồi ok. Hết cổ vàng luôn đúng không? Còn một bộ cổ vàng nhé. Minh Ngọc là hai bộ. Còn đùi chị ơi, xíu em lên đùi sau. Đùi xíu em lên sau. Trời ơi. Nè, cái màu này. Đấy, chị người tình 5 năm cũng cả chục. Em thấy mua miết. Mùa lụa này em thấy chị cũng mua miết luôn ý. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Sướng mà. Mang cái này không nhăn, không nhào, không rút luôn. Này chị em mình để ý, ví dụ như Lana Nguyên ngồi xíu chỗ nào đứng lên nó co rúm cái phần này. Đấy, còn này chị em mình để ý xíu, Nguyên ngồi xíu lên không có bị co. Hàng không nhăn. Lên mã LV màu đậm luôn dùng nguyên mà đường cái là phông to luôn. Phông chị em mình 60 vô tư. Nha, 60 vô tư. Không có size to đâu chị Liễu Ngôi. Nha, chốt lên luôn, chốt mã này là mã LV luôn dùng nguyên là ok nhá. LV đậm. Nha, chốt mã LV đậm luôn dùng nguyên nhá. Bao đẹp luôn. Em nói thiệt sự luôn. Đấy, lên mã LV đậm, hôm nay em sale nó chị em mình 93.000 luôn cho nó gọn kho. Thì thiệu thì diện luôn, LV đậm. Toàn màu đẹp không này nè. Đấy, toàn màu đẹp thôi, không phải là sale rồi là còn đều, còn rất là đều màu. Nhưng mà mỗi mã em còn có vài bộ thôi. Đấy, thay vì vài chục bộ một mã thì là cái này em còn được vài bộ nên là em qua mẫu luôn. Nhá, lên mã LV đậm luôn dùng nguyên cái này hết bình. Nha, chốt mã LV đậm luôn dùng nguyên là ok nhé. Em sale luôn chị em mình là 93.000. Chưa bao giờ có được cái giá này hết cho chị Mai Văn luôn. Cho chị Mai Văn luôn 93 nha chị em mà nói. Nghe không nhầm giá nha. Nhưng mà yên tâm là hàng xịn. Quần đùi xíu này em lên sao chị ơi. Có quần đùi đấy. Đùi thì nó rẻ hơn xíu. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Bộ lon đằng sau là 99.000. Bộ nó là bộ thun thái 99.000. Được chưa? Hàng viết xịn sò luôn chị em mình nhìn nè. Cổ này. Hàng may rất là kỹ. Hàng may chẳng may đè hết, hàng xịn chứ không hàng sổn sổn đâu. Lên mã LV đậm luôn dùng nguyên là ok nhé. Em đi luôn chị em mình bộ này giá 93.000. Chị nào lấy LV đậm, chốt mã LV đậm luôn dùng nguyên nhé. Mỗi chị bộ luôn cho nó khỏe. Sale luôn cho nó sạch kho luôn cái mã này. Chị nào lấy mã này mã LV đậm luôn dùng nguyên là ok nhé. Đây,
Em đứng thẳng đây chị em mình luôn. Chiều qua lấy ok, nhớ đem cà chua qua cho em nha. Nè, nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cái này nó không hề bị nhăn, mang rất là sướng. Chút mã lờ vây đậm là ok nhá. Rồi lên mã bèo. Bèo. Trời ơi. Nhìn nè. Chút mã bèo luôn dùng nguyên là ok nhá. Chị nào lấy bèo comment lên bèo luôn dùng nguyên. Em sợ em ướp sơ vô cho chị em mình xem. Nhìn cái bộ bèo này đẹp chưa? Bèo có được mấy bộ thôi. Chị nào lấy bèo comment lên bèo luôn dùng nguyên nhá. Ướp sơ này thôi chị em mình xem thôi. Nè. Đi đâu chị em mình mua được, giá này 93.000. Bộ này 93.000 không có luôn. Nha, chốt lên chung mã bèo là ok. Có cái đùi nào để cho em lên xem mã đùi chị. Nha, lên mã bèo luôn dùng nguyên là ok nhá. 93.000. Mua vài bộ để dành mà mang như chị em mình nói. Toàn bộ giá này là em sale lên hết rồi. Đấy, chốt mã này là mã bèo là ok nhá. Comment bèo là ok. Bê cho kỹ độ. Nha, size chị em mình 60 vô tư. 62 kg à, mông mà mông vừa là cũng được, còn mông ấy quá thì thôi. Chân váy dài à, chân váy dài không biết còn ở cái góc ngoài. Chị Nguyệt dòm xong giùm em cái chân váy ở góc mua xíu này bỏ lên cho em sale luôn. Chân váy hung mì đây đỏ ấy. Chân váy mà lửng dài rồi đó. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên bèo luôn dùng nguyên là ok nhá. Chốt mã bèo. 93.000. Chị nào lấy bèo 93 comment bèo 93 là ok nhá. Chốt mã bèo 93 nha. 93.000 một bộ. Bộ này mang không nhào, không nhăn không nhào gì hết. Là lụa mango xịn. Nhá, chị nào lấy bèo lên bèo luôn dùng đi. Bộ này em sale luôn được. Bộ này là hàng 105.000. Bộ đùi ra hàng là 105.000. Em sale nó hết luôn. Lên chậm quá thì thôi để up mẫu lên trang cá nhân. Cái nào mà còn được 5 bộ 7 bộ up lên trang cá nhân được. Chứ còn view lên này chốt chậm quá cũng. Này. Rồi lên mã bộ đùi luôn dùng nguyên nhá. Bộ đùi sang xịn luôn. Size này chị em lấy 60 vô tư nhá. 60 vô tư. Đấy, cái hàng này em đang đi luôn cho chị em mình là 105.000. Bộ này là bộ sam xịn nhá. Còn nhưng mà này không, nát hàng hết. Đùi này không lên luôn á, view này lên một cái bộ này luôn á, thật sự 93.000 em không nghĩ ra được cái giá này, em bán giá này luôn. Mà lên vẫn chậm là biết cái độ tương tác kém rồi. Rồi nhá, lên mã đùi luôn dùng nguyên nhá. LV. Size này dành cho chị em mình đến 60 vô tư. Nha, lên mã LV đùi. Cái này em sale luôn cho chị em mình luôn là 83.000. Bộ đùi là sale 83.000 luôn. Nha, chốt mã LV đùi sale 83.000 luôn. Hàng này đang đi là 105.000. Không nói điêu nhá, đang đi 105.000. Bộ lẫn em đi chị em mình là 93.000. Đấy. Không đủ tiền vận chuyển mấy chị em mình nó. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã đùi 83.000 nhá. Bộ lụa mango chưa? Lụa xịn mango đi 83.000 thì chắc không có ai bán giá này đâu. Chị nào lấy cái này lên chung mã đùi 83 là ok. Bộ này có đúng một bộ này. Bộ này em còn đúng một bộ thôi nè. Lên mã xương rồng nhá. Riêng cái bộ xương rồng này form nó nhỏ hơn tầm 57 đổ về thôi. Nha, xương rồng này còn có đúng bộ đúng không? Này. Bộ xương rồng này còn đúng bộ nhưng mà 57 đổ về thôi. Cái bộ này form nó nhỏ hơn nhá. Lên mã xương rồng. Từ từ còn xương đùi mà lon à, đùi lon chắc không còn à. Đùi lon. Dạ dạ. Đùi lon là sợ không còn. Xương rồng cho chị rồng Bích Phương Dương. Chị ơi lên cả địa chỉ trên live cho em. Lấy luôn địa chỉ Bích Phương Lên cả Dương địa chỉ nha. Trên live cho em luôn. 83.000 một bộ đùi. Đấy, xương rồng em hết rồi còn có một bộ thôi. Còn những cái bộ mà hồi nãy từ đầu ấy. Đây nè. Bộ gấu này còn một bộ này 83.000 luôn. Chưa bao giờ có giá này, em nói thật sự luôn ấy. Cái này em còn đúng một bộ gấu này 83.000 luôn. Nha, sót đúng một bộ thôi, cái này em qua mẫu luôn ấy. Lên cả địa chỉ trên live luôn dùng bộ này cưng. Bộ này rất là cưng nè. Chốt lên luôn dùng mã này là mã gấu 83 nhá. Form này chị em mình đến 60 vô tư. Gấu chị Minh Ngọc. Gấu có một bộ thôi. Rồi lên mã LV hồng luôn dùng nguyên gấu em hết rồi. Có một bộ gấu thôi. Còn LV nhá, còn LV. Rồi lên luôn như này 83.000 sọc luôn. Cái này có lên trang cá nhân chị em mình thấy nè. Còn xăm tiền không hết gấu rồi. Còn gấu màu gì nữa không chị? Á xương rồng à. Xương rồng còn mấy bộ nè. Gấu em hết rồi. Xương rồng còn nha. Đây đây cho em lấy xương rồng lại, khách có xương rồng. Xương rồng còn được 3 bộ này chị em mình nè. Gấu hết nhá, 4 bộ xương rồng nữa nè. Nhưng mà riêng cái xương rồng này tầm 57 đổ về thôi chị em mình nhá. Còn là xăm tiền, nên okay, là chị em mình cứ yên tâm. Phải là mãi phải mango, không nhăn, không nhào, không rút. Gấu hết rồi. Đấy, chốt lên luôn dùng mã này là mã xương rồng này. Còn được 4 bộ xương rồng với giá lên chị em mình 83.000. Sọc hồng cho chị Duyên Pha.
sọc hồng cho Duyên Phan. Sọc hồng cho Duyên Phan. Rồi nhá, lên mã xương rồng luôn dùng nguyên 83.000. Cưng không? Đấy, chốt xương rồng lên luôn dùng nguyên là ok nhá. Riêng cái xương rồng này 57 đổ về thôi chị em mình nha. Thế chị nào lấy xương rồng, lên xương rồng. Mùa này mang những cái bộ này xuống quá nhá, 83.000 xương rồng. Chị nào lấy xương rồng, lên xương rồng. Cái bộ em đang mang còn bộ kìa. Bộ đang mang còn bộ 93.000. Lúc nãy chị nào chưa có mã này, lên luôn cho mã này là mã gấu. Gấu hồng nha. Xương rồng cho chị Thiên Nghi. Xương rồng cho chị Thiên Nghi. Thiên Nghi. Này cái bộ này hồi nãy Nguyên mang nè. Chị nào hồi nãy chưa có lên lại dùng Nguyên với nè. Bộ Nguyên đang mang nè. Bộ Nguyên đang mang 93.000 nè. Ha, gấu hồng cho chị Thu Hương. Cho chị Thu Hương luôn này sao? Thu Hương luôn. Rồi ok. Thu Hương. Mè. Thế. Hết rồi, hết phơ gấu hồng rồi chị ơi. Gấu hồng rồi. Hết hồng rồi. Có cái hồng này nè chị. Có cái hồng sạp này cũng đẹp nè chị nè. Hồng sạp nữa, hôm bữa khách cũng đặt nhiều lắm. Còn có một bộ. Thu Hương này là gáo này là 93 nha. 93.000 nha. Gáo lửng là 93.000. Trời ơi, lên dâu luôn dùng nguyên. Cổ này. Chốt dâu luôn dùng nguyên nha. Dâu hôm nay luôn chị em mình 83.000. Chị em mình không đi dạo đi hàng xa. Hàng xa hàng manh gồ xịn nè. Không phải. Ừ. Dâu nè. Không có màu đỏ. Dâu luôn dùng nguyên nha. Chị Bích Phương Dương có địa chỉ chưa? À có bộ đỏ Burberry. Đỏ Burberry có đúng không? Thấy sao chị nha, lên luôn dùng nguyên dâu luôn dùng nguyên là ok. Em đây luôn chị em mình con này với giá là 83.000. Nghĩ đi đâu ra được chị ơi. Chị lên cả địa chỉ trên like cho lên em đi nha. Dương. Lên thẳng địa chỉ trên like luôn cho em nha chị ơi. Còn bộ có đơn lên thẳng địa chỉ hết trên like luôn dùng nguyên nha. Nè. Lên mã dâu nha, 83.000. Không có ai bán được giá này luôn. Nha chị nào lấy dâu comment lên dâu luôn dùng nguyên. Đây nè, dâu nè. Dâu 83.000, sam xịn là 83.000. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Bộ này bộ đỏ đây nè. Bộ đỏ đây nè. Đỏ này là form 60 mang ok. Bộ Burberry nhé. Bộ Burberry cái này em thay cho chị em mình xem. Lên mã ngựa đỏ là ok. Nha ngựa đỏ. Bộ này đùi rồi. Còn một bộ đùi đây nè. Chị ơi, cho cả địa chỉ trên like luôn dùng nguyên nhé chị ơi. Lên hẳn địa chỉ trên like luôn dùng nguyên nhé. Bộ này còn có đúng bộ duy nhất. Còn một bộ duy nhất nè. Lên mã số 1 nhé. 83.000. Comment mã số 1 nhé. Chị nào lấy mã 1 lên mã 1 luôn dùng nguyên là ok. Rẻ quá nè. Nha, chốt mã 1. Chị nào lấy mã 1 comment lên mã 1 là ok nhé. Mã 1 83.000. Nha, chị nào lấy mã 1 lên mã 1 luôn dùng nguyên. Đùi chi nhưng mà đùi này, đùi này là của chị Hương. Rồi lên mã này. Thun cá heo phía sau. Mã 1 ok, thun cá heo phía sau. Bộ á chị ơi, cái này hàng bộ xuất hàng. Bộ xuất hàng này là 60.000 một bộ. Mã số 1 hết rồi. Hết mã số 1 hết rồi đúng không chị? Bộ Burberry nó hết luôn rồi đúng không? Rồi nhá, lên luôn cho mã này là mã đỏ, đỏ ngựa ấy, đỏ ngựa cho chị Hồng Phụng đi. Có rồi chị Hồng Phụng có rồi. Chốt mã đỏ ngựa luôn dùng đi nhá. Form này chị em lấy 60 vô tư. Nha, con này chị em mình 60 thông thả luôn. Chốt lên luôn dùng cái mã này là mã đỏ ngựa. Em đi luôn cho chị em mình bộ này với giá là 93.000. Ôi ê bất kỳ cho em cái chỗ nó có màu hồng đẹp gì kìa. Đó, cái cọc chị mới vừa bỏ xong. Mới vừa bỏ vô xong ngay tay luôn. Bên này, đó, màu hồng có màu hồng mới vừa bỏ xong đó. Đó. Bé Trang 20kg cái nó rộng chị ơi. Không hiểu chưa? Bộ này có một bộ duy nhất. Thấy rồi, cái này 55 đổ về. Cái này xe dạy mình 79.000. 79.000, rẻ chưa? Ok, Bích Phương Dương. Ok chị, nè. Nhìn luôn dùng nguyên. Cái này em đi luôn chị dạy mình 79.000. Anh cho Hồng Phụng. Trời ơi, đừng hỏi giá sỉ nữa, em nói trước nha. Đến lúc chốt đơn cái ôi sao em like sỉ. Like lại giá này mà đến lúc ấy giá này. Còn ít là em xả thôi. Xả là giá này lên cho em mình xả lỗ. Có bộ hoa đỏ nữa nè chị kìa. Hoa đỏ cũng đẹp, 79.000 luôn. Bốn bộ hoa đỏ này, bộ này là toàn bộ là lụa mango xịn hết. Xem luôn chị em mình 79.000 luôn. Không thể nào đi nhặt được luôn ấy. À từ quên hồng có rồi, để thế bỏ qua đi, bỏ qua chị Trúc Dương đi. Không, Hồng Phụng chưa có hồng đâu. Hồng Phụng mà nói hồng. Thôi chị không ưng bỏ qua cho người khác, bỏ qua chị Trúc Dương mất công đó. Rồi lên mã hoa đỏ con này 52 đổ về thôi, 79.000. Nè. Đỏ chị Trúc Dương. Hoa đỏ nhá, chị Trúc Dương. Hoa okay. Đỏ nó nhiều. Hoa đỏ này sale 79k luôn. Chưa bao giờ có giá này chị em mình cứ dạo khắp đây, không có ai bán bộ này giá 79.000. Hàng 8 cũng có. Hot girl là đang chạy là 135.000 đó chị em mình. Đúng hàng chuyên hàng xịn như này. Nha, con này size nhỏ nhưng mà
Nó báo sai là một rồi nha. Sai là 60 kg, mà cái này 60 kg không vừa. Thế không lấy hồng, bỏ hồng thì Bích Hạnh Nguyễn. Bỏ hồng thì Bích Hạnh Nguyễn. Bích Hạnh Nguyễn. Rồi lên cho mã hoa đỏ 79k luôn, dù nhưng là ok chứ. Chị nào lấy hoa đỏ lên hoa đỏ. Rồi ok nhé, hồng em bỏ ra rồi. Hồng em bỏ ra rồi. Chốt mã này là mã hoa đỏ dù nguyên nhé. Em sale cho em 79.000. Rẻ quá thiệt luôn. Chốt mã này mã số 4 luôn, dù nguyên 93.000. Đây chị em lấy 60 cổ vàng. Nhìn cân chưa? Những cái bộ này lên cực đẹp luôn. Chốt lên luôn dù nguyên, mã này là mã số 4 luôn dù nguyên nhé. Hoa đỏ cho chị Lê Trâm Anh. Lê Trâm Anh luôn. Con này chị em lấy 60, lên mã này là mã cổ vàng. Và chị Hùng Phụng, cái này có 4 bộ thôi. Cái này em có 4 bộ thôi. Hoa đỏ chị Úc Lành luôn. Hoa đỏ 79 chị Úc Lành luôn. Và chị Hùng Phụng. Rẻ quá thể chưa? Chị em mà hai mua mango, hai mua hàng sam, hàng đồ là thấy giá nhà nguyên đi là giá. Rẻ sản luôn, gọi là rẻ sản luôn. 93.000 nốt luôn. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã cổ vàng 93, chúng ta chị em 60 vô tư. Cổ vàng 93, chị nào lấy cổ vàng lên cổ vàng 93.000 nhé. Đấy chị nào lấy cổ vàng lên cổ vàng rồi còn màu nữa. Hồng 79 làm gì còn, giờ hết rồi chị Hoa Thảo ơi. Hết hồng 79 rồi chị ơi. Rồi lên luôn những này mã hồng này, hồng 93.000. Ôi view ít quá. View ít quá, view ít quá em chuyển mã nhé. Cái này còn bao nhiêu em up lên trang cá nhân nhé. Em up trên trang cá nhân nhé. Như này không đi nổi luôn á. Nè, trời ơi sale hàng này. Lên mã sọc hồng luôn dùng nguyên. Sọc hồng nhá. Comment mã này là mã sọc hồng. Em đi luôn, hồi nãy giờ không lên nổi 100 view buồn ý gì ấy, sợ. Chốt mã sọc hồng luôn dùng nguyên toàn bộ là mình live chai không. Live chai không có nhiều chỗ người ta chạy quảng cáo được, kiểu chỉ còn cái này bóp tương tác quá. Mà em đang đi chị em mình giá này là giá bán kiểu như là bán đổi lấy tương tác thôi. Để đổi lấy cho chị em mình chia sẻ dùng nguyên. Quần dài có 3D chưa? Rồi lên luôn dùng mã bộ sọc hồng luôn dùng nguyên nhé. Em lên chị em mình bộ này với giá là 93.000. sọc hồng này xinh, sọc hồng này xinh. Đấy sót lại đúng hai bộ sọc hồng. Đâu. Chị nào lấy? Đâu. Comment mã sọc hồng là ok nhé. Chốt mã sọc hồng đây đúng không? Đây không chị Nguyệt, cái này là phong gì? Cái này em bỏ lên bán tặng luôn. Thằng váy công sở nè, đang còn lẻ tẻ em bỏ lên bán tặng hết chị em luôn. Chị em mình cố gắng nhé. Hoa đỏ cho người tình trăm năm. Này, này, cái này đài sao? Hoa đỏ này có 52 kg thôi, người tình trăm năm. 52 kg thôi chứ mấy? Nhưng mà người tình trăm năm chốt rồi không được còn bỏ ra đó. Chị bao nhiêu ký? Nghe rõ cái số ký đi chị, người tình trăm năm nhé. Riêng có hoa đỏ là em đặt hồi nãy là 52 đổ về thôi. 52 đổ về thôi nha. 52 đổ về thôi. Rồi. Lên nghe rõ số ký chốt đơn giùm em nha. Riêng con này. Nghe rõ chứ không chị ơi, mua xong rồi cái bỏ ra nữa rất là mệt đấy. Đến lúc không để ý rồi, đến lúc tiếp xong rồi cái là đổi nữa. Hồi nãy giờ em đặt 52 ký đổ về tùy mã nhé. Này. Con này lên luôn dưỡng mã chăn váy mì đai đỏ. Cái này chị em mình nếu đi mua shop là không dưới 150.000. Chị nào hay làm công sở mua những con này chị em mình biết nhé. Chăn váy mì đai đỏ, cái này em còn đài size cho chị em mình từ 40 đến 60 kg mang ok, từ size F đến size 2XL nha. Rồi lên luôn chung mã này là mã tặng công sở luôn. Hàng này em đang đi chị em mình là okay, bao nhiêu tiền? Bỏ ra đầu người tình trong Nam nha. 79.000. 79.000. Em sale luôn chị em mình con này 59k luôn. Nha, 59k chăn váy mì đai đỏ luôn dùng nguyên nhá, sale 59. Nha, sale 59k mì đai đỏ, cái này có trẻ nhẹ chỗ này xíu này. Để luôn dùng nguyên nha, hàng này hàng giả, mang cực kỳ sướng luôn. Kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Em sale luôn chị em mình con này với giá là 59k, chị nào lấy cái này lên cho mã chăn váy công sở. Nha, chăn váy công sở. Em vô coi lại bộ. Không lai đi lai về đâu chị ơi. Em không lai đi lai về đâu, chị nào thấy cái nào ok là chị em mình chốt. Nha, lên mã này là mã công sở luôn dùng nguyên. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nhé. Chị nào mà hay đi làm công sở là chị em mình biết tầm giá của những con này là bao nhiêu tiền nha. Sale luôn cho chị em mình luôn. Nha, 50 ký có. Cái này chị em mình cứ comment lên đi. Nha, lên mã công sở luôn dùng nguyên là ok. To nhất là size 60 nhé chị Hồng Diện nhé. Hàng nhớ luôn dùng nguyên, chuẩn của nó là mì đây đỏ. Chị em mình đơn giản như này, chị em mình mua vải vitex không á. Vải vitex và tiết mưa không á là đã chạy là 101 một con rồi. Đã là 101 một con rồi. Còn cái này em chạy chăn váy mì đai đỏ, hàng này hàng mềm hàng giả. Hàng mềm hàng giả nhé. Đấy, đài size. Kèm luôn dùng nguyên số ký nhé chị ơi. Ok chị Hồng Diệp. Chị ơi, chị Huyền Trang ơi, chị cứ lên cho em số ký đi. Cứ lên số ký đi về tùy form, đừng có lên size. Đừng có lên size, cứ lên số ký cho em là nhà em bóc size nhé. Vì chị nào lấy cái này lên mã công chăn váy là ok nha. Đây luôn chị em mình con này với giá là 59.000, giá này toàn bộ giá em đi chị em mình trên live thôi. 59 càng con nhé, bắt bỏ cho mấy cái con áo bò rít này luôn đi sạch. Công sở
nha. Mấy con bò rít, mấy con bò rít này bỏ lên bán tặng. Ok, chị Huyền Trang 53kg. 53kg chị Huyền Trang, chị em mình cứ lên thẳng cái số ký đi. Hôm bữa em lấy một cái 79k, đúng rồi. Em đang bán 79k mà. Đang bán 79k đây nè, em mới vừa nói xong. Em đâu có nói deal đâu. Mà thấy đủ đồ rẻ chưa? Đúng không? Em đâu có nói deal, em đâu có nói giá thiệt cao lên rồi em sale xuống đâu. Em bán hàng ít nó deal lắm. Rồi cái này em có mấy cái này Boris. Chị em mình sẽ là mang dạng foam hơn ôm xếp 50-52 đổ về. Chị em chúc đẹp nhờ foam lẫn. Foam lẫn nhá, con này Boris Thái này. Boris Thái cái này em bán tặng. Bộ lon phía sau hàng đó là hàng free size vậy. Cái này em lên mã này, lên mã này là mã tặng 39k luôn. Boris nhá, Boris xanh nhá. Chị nào nhỏ con xíu 52 đổ về chị em cho ok, mang foam hơi lẫn lẫn. 39.000. 39.000, ai hỏi ai lái thì hỏi là khi nào ghé lái. Nguyên một cầu thang ghé lái rồi. Bán tặng chị em mình con này 39.000 luôn. Nha, chốt mã 39k nha. Boris luôn dùng nguyên. 39k để luôn dùng nguyên, cái này là foam sẽ là foam ôm nha. Cho chị nét chữ Việt 39k luôn, chưa bao giờ có giá nào luôn. Nha, ok chị nét chữ Việt. Nhớ luôn dùng nguyên cái này sẽ là foam ôm nha. Cái về rồi. Ờ. 52 đổ về thôi là mang đẹp nhất. Nhá, chị nào lấy cái này mà foam foam lẫn lẫn ấy 39.000. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình. 39.000. Siêu rẻ chứ, em nói thiệt sự không bao giờ nghĩ ra được giờ bán con áo body giá mà luôn. Chuẩn lên chị em mình là giá bán tặng nhá. Chốt mã này lên luôn dùng nguyên 39k. Vì body là thường là giờ là toàn đi 55k. 55k hết. Hai cái cho Hùng Phụng. Cho chị Hùng Phụng hai cái. Nha, những cái nào em đã bán sale rồi thì chị em mình chịu khó là tỷ lệ như nhau nha. Vì đã xả lỗ rồi, còn mấy cái. Còn bốn cái thôi, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên cho em mấy cái bà ra này chị. Mấy cái bà ra rồi lên bắt đầu lên chung luôn. Cho chị Huyền ra. Cái này em còn mấy cái bà ra chứ không chọn màu, sale gọn hết luôn đi. Mấy cái bà ra không chọn màu nữa nha. Cho chị da hăng luôn. Mà chủ yếu là màu nâu. Da hăng. Da hăng. Cái nào em cũng đánh giá hết chợ. Chứ còn mà bán này làm đơn cực lắm. Em nói thật sự chịu khó cho khách nhặt like chứ khách nhà em tách tách khỏe hơn. Vì lấy bao nhiêu cái đóng. Ví dụ 20 cái, 30 cái. Nó khỏe hơn chứ còn cho chị em mình nhặt like nổi nổi đi ngồi chút đơn rất là cực luôn ấy. Cho chị thạch vỏ. Mà đến lúc thạch vỏ rồi lằng nhằng giá này giá kia nữa mệt. Đâu có lãi bao nhiêu tiền đâu. Tồn vốn vậy nữa. Rồi nha, con này đến 60 vô tư. Vốn thì tồn mà còn hàng học cái giá này giá kia nữa em mệt. Nó làm biến bỏ sĩ nhặt la gì đó. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Form này chị em này 60 vô tư luôn. Cái này bra nhá. Bra có màu nâu và màu này. Chị em mình không chọn màu nhưng mà hiện tại chị nào đang có đơn lên nhá. Lên mã này là mã 30k luôn. Chốt mã này là mã 30k luôn. Ôi cái con màu nó trắng đẹp đấy chị. Không cho em luôn đi. Nó đâu có biết đâu. Giờ trong để cho em đi. Bỏ cho em đi, mang với con áo ba lỗ màu đen là ok luôn. Comment mã này là mã tặng 30k luôn dùng nguyên bra nhé. Bra tặng 30 và form này chị em 60 vô tư, hàng này hàng có mất ngực này. 30k luôn, không bao giờ có được giá nào hết. Đấy, chốt mã bra luôn dùng nguyên là ok, chị Hoa Văn là hai cái. Hoa Văn hai cái. 30k một con. Nghe rõ luôn dùng là 30k một con. Giá này siêu rẻ chưa? Chốt mã bra 30 là ok nhé. Bra 30 là ok. Cho chị Hương Nguyễn này, Hương Nguyễn nào ta? Hương Nguyễn nào đấy? Lên cho em thông tin đi chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Tôi có thu 3 con. Trời ơi. Xong rồi giờ còn con áo xịn xò này, 55 đổ về. Con này xịn xò quá nè. Nè, hàng này là hàng 6 túi nha chị em mình nhé. À, Hương Nguyễn, ok. Không có màu sáng, Hương Nguyễn Pro. Hương Nguyễn Pro. Nè, Hương Nguyễn Pro, hàng này hàng 6 túi mà. Cái túi trong này ấy mực xíu nhưng mà không ảnh hưởng nhé. Con này 55 đổ về. Trời ơi, Nguyệt, cái này có mũ nè Nguyệt ơi. Nhiều rồi. Ai biểu? Con này 55 đổ về là chị em chúc đẹp 52 đổ về đi. Cho nó thông thả, hàng phót xịn. Hàng 6 túi nhé. Cái này em sale chị em 79k luôn. Cho em hai quần nam 60kg. Không có màu trắng vậy? Em không có màu trắng nhá. Quần nam không có màu trắng. Cái này em sale chị em mừng lạ 79.000 luôn, hàng 125.000 của nhà Nguyên. Con này là hàng 125 nhé. Sale 79.000. Cho chị thật vỏ. Cho thật vỏ. Trời ơi.
Dạ. Tiếc mà thôi kệ, thứ còn cái em qua mã luôn ấy. Chứ mệt quá. Cứ rớt mã lại cái này nè. Rồi cái này con cái hàng này chị em nè. Hàng này toàn bộ là quất tông thái, con này phôm to luôn. Con này phôm to luôn, phôm này size 60 luôn. Con này to anh đi không thử nhé. Phôm này phôm 60, con này phôm vừa. Hàng này hàng quất tông thái nha, chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn kìa nguyên. Đấy, túi tiếp hàng theo xịn sò. Cái này lên luôn những này mã to đi, hoặc là mã số 3 đi, size 3X đấy. Sale 79 cao luôn. Hàng này hàng toàn bộ là em sale 125.000 nha, lên luôn dù mã này là mã số 3 đi trẻ mình ơi. 79k mã số 3. Để nét chữ Việt luôn. Nét chữ Việt. Rồi còn một con 1k cũng size 3 luôn. Size 3X nha. Size 3X luôn, lên mã cam 3X toàn hàng theo này. Đây quay cận luôn chị em mình coi chắc dù nguyên. Thẩm hàng. Nha, đây chị em mình nhìn hàng luôn dù nguyên này, nhìn khóa này. Lên mã này mã cam dù nguyên nhá. Sale gọn luôn, toàn bộ hàng này hàng cốt trong thái, form 60 nhá, lên mã cam. Cam cho chị nét chữ Việt luôn. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. 79.000. Cam cho chị nét chữ Việt luôn. Rồi lên mã hồng nhạt luôn dùng nguyên là ok. Hồng nhạt cũng size 3. Sale 79 luôn. Sợ luôn, em nói thật sự nhiều cái giá em sale sợ luôn mà. Nè. Nhìn khóa luôn dùng nguyên này. Đấy, lên chung mã này là mã hồng dùng nguyên nhá. Hồng này size 3 nhá chị em mình ơi. Hồng này size 3 nhá. Hồng thì Tina tình. Còn một con hồng này size 65 luôn. Con hồng này size 65 luôn, size 5. Mũ nè. Hồng này size 5 nhá, size 65 ok luôn. Comment mã hồng luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi, nhìn hàng luôn dùng nguyên. Đấy, chốt mã này là mã hồng. Size 5X, size này 65 vô tư, nhìn khóa túi luôn dùng nguyên. Nó xịn sò lắm luôn ấy. Đấy, lên mã hồng to. Hồng to. Nè. Rồi lên luôn dùng này. Ui, mấy mã khoác sọc này không còn size nhỏ rồi. Size này size 60 đổ về. Mấy cái con khoác sọc này đẹp lắm. Size 60 đổ về thôi. Tại dưới 60 nha. Hồng đi 65 kìa. 65 kg đang đi 79. 65 cho ra nên nguồn. Đang đi 79.000. Hồng nó xây máy chị. Trời ơi. Hồng to hết rồi chị Minh Ngọc ơi. Cái này chị em mình sẽ là mang ôm vô nó mới đẹp, nhưng mang hơi rộng. Cái này mang ôm vô nó mới đẹp. Cái phô má nó đẹp lắm. Nhưng mà giờ cái này Nguyên mang hơi to vì size này size 60 chị em mình nhìn độ giả rồi. Lên mã sọc luôn dù Nguyên có 2 cái. Cho chị em 79.000 luôn. Chốt mã sọc luôn dù Nguyên á. Chốt mã sọc 79k luôn được 2 cá. Chị nào lấy sọc lên sọc luôn dùng nguyên nhé. Sọc. Mất sọc cho Phan Kim Phượng. Sọc luôn dùng nguyên là ok. Hai con kia hai con kia. Trời ơi cái này mà xe 79k luôn à. Tiếc quá. Rồi lấy mã đỏ đô luôn dùng nguyên. Thuyền ơi. 55 đổ về. Dám bắt rồi ạ. Tiếc lắm luôn ấy. Mà thôi qua mã rồi. Trong qua mã luôn cứ rớt lại mệt. Mấy cái mệt lắm. Lên mã đỏ đô này, size 55 đổ về. Đỏ đô nhé. Cho chị Thăng Phạm. Thăng Phạm lên thông tin cho em nhé. Chị Thăng Phạm ơi. Cái sọc ấy Thăng Phạm này nhìn hàng luôn dùng. Thăng Phạm lên thông tin nha. Thăng Phạm lên thông tin. Cái này 55 đổ về. Mắc rồi rượu luôn. Con này 55 đổ về nhé. Cho size 2. Cho chị Đặng Trâm con. Size 2. Có 2 con. Cho chị Phương Minh Lương con. Phương Minh Lương con này hết đỏ đô này. Cái này 55 đổ về chị em chốt đẹp. Cái này Nguyên mang hơi rộng. 79 cao luôn đi cho nó gọn kho đi. Giờ đừng có lan tăng giá nè, cho nó gọn kho. Rồi cái này là size 3. Size 58. Lên mã số 3 luôn dùng nguyên. Size 58 đổ về. Comment mã 3 luôn dùng nguyên nhé. Hàng này em sale 125.000 đó. Con nó bỏ ra chị. Size máy đó. Không có size nhỏ rồi. Ok chị ơi. Đỏ đô này á size 58 rồi. Chúc mã 3 luôn dùng nguyên nhé, chị nét chữ Việt này. Nét chữ Việt này. Đây còn cái nữa nè chị em này. Lên mã số 3 nè. Nhìn hàng con áo con bán chị em 79.000 nè. Đang sale 79.000, nhìn hàng luôn dùng nguyên nhé. Bao xịn luôn nha. Đúng là chuẩn này là bán đủ lá tương tác. Lên luôn dùng nguyên cái này nhé. Size này 58 đổ về, size 3 dị trúc dương. Size 1 không? Size 1 hết rồi. Rồi size 3 luôn. Size 3 màu vàng. Size 3 vàng nhé. Chị nào lấy size 3 vàng, lấy size 3 vàng. Cái này chị em mình lấy 60 bông trang được. Mà vải nó đã lắm. Nhìn hàng luôn dùng nguyên. Chứ bao giờ mà ốc phót mà sale rẻ như thế này. Đấy, quay cặn luôn chị em mình. 125.000 đây. Nè, lên luôn dùng nguyên nhé. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nét chưa. Nhìn nét chưa. Đấy, sale gọn luôn. Lên mã vàng, vàng size 3. 2 cái vàng, size 3, 2 cái vàng. Cảm ơn nhau.
Minh Ngọc hai cái này. Rồi nhá, cho chị Lệ Duyên Phan, Lệ Duyên Phan cái này. Rồi còn cái, còn đúng cái thôi. Thì nào lấy vàng lên vàng luôn dùng Nguyên. Sale 79k nó luôn, còn một cái vàng nữa nè. Chị nào lấy vàng lên vàng, còn bộ hàng này hàng có tông thái, có tông lạnh. Đã lắm. Hàng 125k. Cô Thu phải lái size 65 đó cô Thu ơi. Cái này Khánh Ly đi. Cô Thu phải lái size 4 vàng. Rồi nha, cái này size 2, size 55 đổ về. Lên mã hồng 2 nhé. Hồng size 2 sale luôn 79k. Vàng hết nhé nè. Nhìn hàng luôn, dùng nguyên mẫu của nó, chỗ này là hàng theo này. Thấy con nào cũng quay cận luôn, chị em mình coi chắc này. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên. Nhưng mà chị cái phần này chị không có quá to, còn cô Thu chỗ này to lên chỗ này. Thì cô Thu sẽ mang ôm. Ừ. Chị cô Thu phải lấy C4, C5 4 lấy C4, C5. Lấy C4, C5. Họ chốt vàng, ai chốt vàng nữa kìa. Gì? Còn cái mấy 6? 5 bộ. 5 bộ à? Mua gì 5 bộ dữ chả? Mà một màu nữa à? 5 bộ một màu nữa à? Cái này. Cái này không có rồi. Gáo rồi. Cho một màu vẫn đi làm gì cò, mua chi dữ anh trời. 6 cái mua lần 6 cái hàng đâu mà màu nó hết rồi. Một màu nó hết sạch danh rồi. Bóp cho hồng phụm. Cái gì? Hồng đây. Hồng size 2. To hơn size M xíu chứ. Này cũng ngang ngang, size 55 đổ về là chút đẹp. Cho hồng phụm là hồng đúng 55 không? 55 đổ về. Màu hồng luôn dù nguyên có 2 cái thôi. Có 2 cái hồng thôi. Thiệt ấy. Ngày hôm nay nè chị, mấy người đặt thêm chiếu á, chị Thanh Hồng rồi kìa, cái gì gì ở mẹ Nhu nữa kìa, đặt thêm chiếu quá chừng luôn. Hồng cho chị mùi chi máng bay luôn. Ok chị Hồng Phụ, mùi chi máng bay. Rồi cái này em xe nó luôn chị em luôn. Hết hồng nha. Ui cái này một ít ở nhà không ngủ, cái này em xe chị em 79 nè. Vải nè, vải nè, nhìn luôn dùng nguyên 79 con này nữa chị em xe. Ủa còn hả? Cái này, thu, cái này cô Thu lấy hôm trước này. Ê cái này em sale 79k luôn hả? Không, cái này hàng tốt mà anh. Xịn, cái này thôi đi, cái này sale 79k thì chị chết nó bán máy. Cái này 100. Cái này lên mã 95k đi. À chốt chiếu thôi luôn cho chị Thanh Hồng kìa. À, nhớ chị hồi chưa chốt đơn, nhớ là như thế, khách quen là nhớ chứ còn mà. Chị thôi đừng có phát nữa. Con này lên mã 95 đi, con này xe to nhé. Xe chị em lấy 62. Đã lắm, cũng dài. Mà hắn mát, nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Nhìn luôn dùng nguyên này. Nhìn luôn dùng nguyên, cái này cô Thu tha hồ đựng tiền cô Thu ơi. Okay, nè, cô Thu đựng tiền tỷ á. Trong này nè. Trong này đến 4 cái túi ở trong, 2 cái túi ở ngoài. Có quần riêng, có quần riêng. À riêng năng có. Trời, cái này là đựng tiền tỷ đó cô Thu. Đi làm đám thì cái này mà đựng tiền sướng luôn ấy. Cái, nhất rồi, cái này size 55 đổ về. 55 đổ về. Con này thì chắc nó không dài bằng con nữa. Mà vải nó đã lắm. Size 1 này. Nãy giờ chị nào hỏi size 1 lên size 1 luôn dùng nguyên. Cầm em mã 1, cái này còn cái mã 1. Mình em chưa có cái màu vàng. Em chưa, em thiệt thích màu vàng nhưng chưa có con khoác nào màu vàng hết. Vàng size 1. Thôi. Anh Tàu có một cái đổi cho em con đi đi. Vàng xây một cho dì Lam Giang. Không kịp lấy cái khóa kéo này sao? Cho dì Lam Giang rồi nè. Lam Giang. Trời ơi. Nhận hàng con này về chị em mình nó thật sự là giật mình. 79k. 79k. Có con kia mãi dài trộn sót vô lên 95k. Hai con nè, sai chị em đến 62k. Lên mã 4 luôn dùng nguyên. Số 1 vàng hết rồi. Lên mã 4 luôn dùng nguyên là ok nhá. Còn cái là theo hết chị em mình nhìn con áo nó giá trị không? Nè. Nhìn con áo này không cần mở ra nữa chị em mà nhá. Size 4. Lên mã vàng 4, nhìn cái đường này. Có đơn, còn đơn mà chưa chốt thì nhà em sẽ chủ động gộp vô. Nha, lên mã vàng 4 sale nó luôn chị em mình 79 nghìn. Bỏ qua mấy con này hơi tiếc. Em nói thiệt luôn ấy. Giá này là giá em tổng gọn luôn. Cái thứ còn hàng về nhiều nhưng mà về thứ còn mỗi màu còn cái. Nên là những cái này là em sale hết cho nó gọn kho. Được chưa, chị nào lấy mã vàng size 4, size này là size 62 cái vô tư luôn dùng em. Size to này ít lắm. Còn thấy có bộ đoàn rồi đúng không? Rồi còn hai cái xe 4 thì nào lấy vàng xe 4, lên vàng xe 4 là ok. Màu không mũ hết. Ôi trời ơi.
Dương, em trong đó cái màu hồng gì? Vàng đó. Cho chị Nguyễn Nga. Nguyễn Nga. Đường cái đó chị Khánh Ly, hồi nào có hay sao? Khánh Ly hả? Khánh Ly hả? Thấy mũ rồi tụi nó. Ừ, quần ring à, nhưng quần ring mà view này làm sao mà lên view đi. Ring em bỏ ra hết rồi đó, nhưng mà không lên nổi luôn. Tại vì á view ít mà hàng là hàng lên nguyên ri trẻ mình bóc, lên ri trẻ mình bóc còn cái xong rồi đâm ra hàng lại hết. Cái này toàn bộ là size 1 này. Cái này toàn bộ là size 1 nhá. Size này trẻ mình 52 đổ về chị em cho ok. Anh size 4 cho chị à. Size 3. Size 3 thôi, không có size 4 hay. Cái này lên mã không ngủ, cái này size luôn trẻ mình 69 nghìn. Cho em 2 cái vàng 62 kg. Khánh Ly tá này. Con này trẻ mình 55 đổ, à 52 đổ về thôi. 52 đổ về chút lên luôn dùng em nhé. Nó tiện lắm luôn, vải nó mướt mượt mượt luôn. Nha, sale 69 nghìn luôn. Sale 69 nghìn con nào luôn. Nha, lên này. Rồi đời còn khoác ngắn 2 lớp à. Khoác ngắn 2 lớp hình như còn đấy. Có hồi nãy cái sale nó hồi nãy khách chốt rồi, 85 cái khách chốt rồi. Chưa à, chả mua chỗ cái màu xanh nha. 52 cho chị Lê Thùy nè. Còn đấy chị Nguyễn Tiếp, chị đặt lên trang cá nhân đi. Màu xám này em có 1 cái, màu 50. Đây này còn cái hồi nãy sale 85 2 lớp nè. 2 lớp nha, mà sale 85 nghìn. Là hãng hàng công ty CM C5. Cái hàng này thật sự là hàng này đang chừa lại cho khách đúng không? Con này là chừa cho khách bỏ ra đúng không? Chứ không hết rồi. Nè. Ok chị cứ đặt anh trang cá nhân giùm em. Hàng này hàng thông hơi 2 lớp, con này em đi chợ mình nó 85 nghìn. Nhớ luôn dùng em là hãng 2 lớp, 3 hàng 1 lớp đi 85 nghìn. Nha, chị nào lấy lên luôn dùng 85 nghìn 2 lớp. Con này còn còn. Hồng Lê thì có rồi, 69k màu lông chục, màu này vải nó rất là mịn. Cái này bà Nguyệt còn mới bắt một cái này. Nè, nhìn hàng cho Nguyên nè. 69.000, con này hẳn là 6 túi luôn. Hàng xịn nha, còn hàng xửng xôm xôm thì người ta không làm kiểu này đâu chị em mình nè. Nhìn luôn dùng Nguyên mã xám luôn dùng Nguyên, con này size 52 đổ về màu này màu lông chục ấy. Nha, chốt mã lông chục luôn dùng Nguyên sale luôn chị em mình, con này 69k. Cho văn cao. 69k. Nha, lên mã lông chục là ok. Bộ lon phía sau à, chị ở 89.000 xám đi đặng trăm. Em nói hàng xịn sò hết đấy. Trăm. Yên tâm. Áo hai lớp hết rồi. 89 chị. 69k. 69 nhạc. 69k. Rồi lên mã xanh nhạt luôn dùng đi. Nó đã lắm chị mà 52 đổ về thôi. Xanh nhạt 52 đổ về. Nha, hai lớp xanh hết rồi chị. Trần xanh trà ở xám hết rồi. Lên mã xanh luôn dùng đi. Xanh luôn dùng nguyên nhé, chị nào lấy xanh chút xanh luôn dùng nguyên là ok nè. Màu xanh này nhẹ đẹp, size 1 luôn, size 52 đổ về, nhìn khóa luôn dùng nguyên này. Nhìn xịn chưa, toàn hàng xịn không á, nhìn này. Nó công may cái này không đủ. Ờ không, quần công sở em còn lắc nhắc, em bỏ ra em sale thôi, chứ không còn. Không cần hàng nguyên ri, lẻ tẻ thôi. Hồi nãy em sale có 69 gì đó. Lên luôn dùng mã này, mã xanh size 1 nhá. Chốt mã xanh size 1, chị nào lấy xanh size 1, comment xanh size 1. Xanh xây 1, vàng xây 1 luôn. Xanh chữ Úc Lành, vàng xây 1 luôn. Yên tâm là hàng đẹp, hàng xịn nhé chị em mình nha. Nói chung là cái này nguyên qua mã ấy, nên là nguyên sale. Có bé gái 14kg à, có chị Duyên Phan 14kg, có những cái mã nào có em xem mấy chị nè. 69.000 nè. Nè em có mấy cái bộ này nè. Cưng chưa? Vàng cái gì Trần Hồng này. Vàng Trần Hồng. Đây nè bộ nào tới em xem 69.000 nè. Thấy xanh là gì Duyên Phan. Vàng hết là chị Trà. Rồi còn đỏ đô. Đỏ đô còn cái xây 1. Chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô. Xanh xây 1 em hết rồi. Chị còn trong đó hình như cái tấm khoác. Cái khoác 2 lớp à. Màu xám màu đồ là 2 lớp. Trời ơi. Đỏ đô nha. Thật sự mấy con này về nhận về giá. Đáng giá giá trị đồng tiền của chị em mình. Xứng đáng luôn. Đấy chốt lên nhỏ đỏ đô luôn dùng nguyên là ok nhé. Comment mã đỏ đô. Toàn bộ túi trong to này này. Đấy, đừng được cả tiền tỷ. Lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhé. Là hết xây 1 luôn. Xây 52 đổ về có 1 cái. Cái chị Duyên Phan cái bộ này nè. 69k chị Duyên Phan gì nè. Hết xây 1 đúng không? Rồi lên xây đỏ đô cho Phạm Hương. Phạm Hương. Cái này có xây 60 với 62. Màu gạch nhé. Xây 60 và 62. Cái này chỉ có xây to thôi. Hàng nào có tông lạnh thái á chị em mình nè. 2, 3, 4. Nè, hàng này chị em mình nè. Có tông lạnh thái nha. Hàng có tông lạnh thái, hàng made in Thái Lan. Trời ơi. Rẻ khiếp luôn. 69k nhé. Hàng có tông lạnh thái, hàng made in Thái Lan. Sale luôn cho chị em mình con này. Lên mã này màu gì, size gì? Màu
Màu gạch này size 3 và size 4. Một con size 2 là tầm 57, à quên lộn, 55 đổ về nhá. Size 3. Size 3 dưới 60 và size 4 là 62 đổ về chị em chốt đẹp. Không nói điên đâu chị em mà nói. Toàn bộ dòng hàng xịn hết. Thực ra lên luôn trong mã này là mã gạch luôn dùng nguyên kèm size và size 69 thì luôn. Cho nó sạch kho ấy. Nha, chốt gạch luôn dùng nguyên là ok, chị nào lấy gạch lên luôn dùng nguyên nhá. Gạch size 3 chị. Gạch size 3 chị Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm, lên gạch kèm size size 3 chị Lệ Nhiên Pha. Size 3 có Lệ Nhiên Pha. Gạch size 2, size 3 và size 4. Nhá, ngang size M. Ngang size L, ngang size L, size L và size 2. Nha chị em lấy 62 đổ về lên màu gạch luôn dùng nguyên là ok nhá. Comment lên gạch luôn dùng nguyên là ok nha. Chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng nguyên. Em có một con màu hồng em tia tiếp. Cái con màu hồng em tia tiếp đây. Có hai con màu hồng này. Nha chị nào lấy hồng lên hồng. 65 mà vậy lấy size 5 ấy chị ạ. Size 4, size 5. Lấy size 4 ấy, size 4 cũng được. Vì hàng này nó giảm nhiều lắm. Nè. Size 4 dài. Size 4 cũng được đấy chị ơi. Nè rồi lên hồng luôn dùng nguyên. Hồng này size 1 này. Á hồng này size 2 rồi. Hồng này một con size 2. Một con size 4 rồi. Quốc Nam em có. Săn những cái này nó sướng đời chị em mình này. Vì không thể nào mà Nguyên đi nhập ra những con hàng xịn như này mà giá hàng 6, hàng 7 hết trơn. Thường em bán 125.000 lãi chị em mình đúng ốc hót lãi được gần 15.000 một cái. Riêng ốc hót là gần được 15.000 một cái. Mà đến lúc sale ra sale như thế này đây. Đấy chốt lên luôn chân hàng size 4. Cái này 65 bông trang được. Từ từ cái nào có mũ đỏ đô à? Không có hết rồi. Hết mũ rồi chị ơi. Còn mấy cái này không mũ nữa thôi là em xả hết. Hồng cho chị Ni Nguyễn này. Lên thông tin cho em chị Ni Nguyễn nhé. Ni Nguyễn. Lên thông tin cho em nha. Rồi nhá, còn một cái hồng size 4. Lên cả thông tin trên like cho em chị Ni ơi. Lên cả thông tin nhá. Còn màu đỏ đô à chị? Đỏ đô xài ra. Đỏ đô size 2 hết. Đỏ đô này toàn size 2. Đỏ đô em còn toàn size 2. Khách nhà Nguyên này. Lên nghĩ 69 nghìn đồng ra gì á. Thực sự là nghĩ 69 nghìn nó nói. Rồi lên phát luôn mấy con. Phát lên mấy con nữa đúng không? Phát Nam từ từ. Là hai con lên mà lên phát luôn lượt mấy con nữa. Chắc phải hôm bữa về cũng phải 5 con phát này. Không nhá. Cái này 55 đổ về lên mã đỏ đô. Ok nhá. Từ từ còn cái nào không ngủ mà trung tuổi à. Trung tuổi thì lấy đỏ đô hoặc là màu 60, 62. Rồi lên đỏ đô luôn dùng nguyên là ok nhá. Còn say 55 đổ về thôi. Nhá chốt lên luôn nữa mà nè. Say 2 đỏ đô say 2. Chị nào lấy đỏ đô say 2 nó chốt luôn dùng nguyên nhá. Còn đỏ đô say 2 có sao? Mà từ 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 62 còn màu nào nữa không à? Còn màu gạch thôi. Còn màu gạch đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. Lên mã đỏ đô 69k. Sang say 1 giờ làm gì còn chị ạ? Chị Vy Lucky cái này này mang vừa không? Say 2 làm sao chị vừa? 55kg đổ về thôi. Được không? Đỏ đô đổi size 3. Giờ không em không đổi cái gì được qua lại hết chị ơi. Thứ còn cái giờ em đổi qua đổi về mệt lắm. Màu này lạ. Hình như chỉ mông to thì còn trên không to lắm. Màu lạ màu đẹp. Màu này không phải hồng không nhạt nhạt. Có nhà Nguyên chị mua 10 cái rồi. Rồi cái này size anh chị? 3 con C2, 1 con C3. Cái này 3 cái size 2 tầm 55 đổ về. 1 con size 3 tầm 60 đổ về. Hết màu luôn. Sạch luôn cái mã này đấy. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhé. Sale gọn kho thôi nè. Đây chị nào chưa có cái này lên luôn trong mã này. Màu lạ lạ màu đẹp đẹp. Hồng cũng phải hồng mà cam phải cam. Màu nhạt đúng không? Size 2 chị Ni Nguyễn. Cam nhạt size 2 Ni Nguyễn. Size 3 chị Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm. Có 65 mà màu tối à. 65 giờ không có cái màu nào nữa hết. Hết rồi. Cái này là nguyên tổng luôn rồi. Hết sạch xanh xanh rồi. Phải này nó đã mà. Nhà còn xây 3 không chị? Hết. Nhà còn xây 3 không? Hết. Hết rồi. Hết nhạc xây 3 rồi chị ơi. Nhạc này chỉ có xây. Còn xây 2 rồi. Nhạc còn xây 2 thôi. Nhạc còn xây 2 thôi. Hết xài luôn. Hết xây 3 rồi chị ơi. Hết sạch luôn ấy. Em tổng luôn cái này là hết sạch xanh xanh rồi đấy. Đây là chị nào. Chưa có tranh thủ phát thôi. Đúng rồi đó. Đưa đó tính ra đưa đó là con gái còn hầu để cái để miết đưa những chiếc xíu những chiếc xíu đúng không. Con này nắng hàng Phương Linh hàng công ty này, xây to nhá. Con này xây to nha. Có mấy con nắng dài em vứt ở ngoài vô chị.
ở ngoài này, trong ốc cung nó lộ mấy con ốc khoác. Ốc khoác này cũng hết rồi. Hỏi cho em, màu xám xám vậy. Nắng thơm dài phải. À, nam à, nam à, nam à. Từ. Nắng nam, đây okay, nắng nam. Ok, lúc ti có rồi. Nắng nam xíu em xeo. Nắng nam xíu xeo. Nắng nam thì là hai lớp thì không còn còn xe nhỏ thôi. Cái này xe 60, hàng nắng phương lên. Hàng công ty nhá. Cái này em xeo luôn gì em mừng luôn. 60k luôn. Hàng này em đang xeo 79k vậy. Hàng công ty nha, cái này lên form đẹp quá, nhưng mà cái này xe to nên là nguyên mang không có. Cái này nó ôm form đẹp. Có phốt nam chị ạ, có phốt nam. Cái này nó không có ôm form đẹp, tại vì cái này xe to rồi. Nha, em đi luôn trẻ mình con này 60k luôn. 60k nhá, hàng này hàng một lớp như vậy mà hàng này hàng công ty đó. 60k luôn con nè. Nha, chốt mã này là mã 60, cái này nó lên nó ôm form đẹp lắm luôn. Nè, chốt mã 60, con này là size L. Tay chị em 60 độ về và xe 60k luôn. Nha, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên. Đây nắng nam đây nè. Nắng nam nè. Nắng nam thì em còn mỗi size 70 độ về. Size L cho 55 độ ao lộn 65 độ về và size L đến 70 độ về là cứ ok, có hai size. 60 cho chị Thăng Phạm nãy giờ lên thông tin chưa? Thăng Phạm lên thông tin nha. À, lên thông tin chưa chị ơi? Ok, có số, có địa chỉ, có số điện thoại rồi. Ok. Ok chị nhé. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này thì là hàng một lớp nam, cái này nó ôm bơ nó làm lên đẹp lắm. Cái này giờ đi ra đường thấy nhiều anh mang. Size 1X là 55 độ, ôi lộn, 65 độ về, ôi lộn. Size L là 65 độ về nha. Và size XL là 70 độ về là chốt ok. Từ từ, chị khoác nam hai lớp cỡ nhỏ, ok. Khoác nam hai lớp cỡ nhỏ, size M bỏ ra cho em, bỏ ra cho Nguyên luôn cái gì. Đem đi, hai lớp. Rồi nha, chị nào lấy cái này em xem nó luôn chị em mình. Hàng này chị em mình để ý ra giờ mua xong nhà Nguyên, hoặc là chị em mình có thể kích vô cái này, bữa sau nó sẽ hiện lên những cái chỗ khác nó chạy quảng cáo. Cái con này là 279.000. Hôm bữa Nguyên thấy cái là tự nhiên thấy là nó giống cái con áo mình mang, mình đang bán, đang chạy, là báo giá, đang hỏi giá là bao nhiêu, báo giá bao nhiêu là 279.000 con. Em đang sale luôn cho chị em mình là 6. Ô. Còn nắng nhiều đó hả? Nắng không hơi à? XL thì bỏ lên để em bán tặng không trọng màu với chị. Đây mã này mã nam luôn dùng nguyên nhé. Cái này em sale chị em nó 69.000 luôn. 65 cái này chị em không trọng màu nhé. Riêng con này không trọng màu nhé. Chỉ có màu này, màu xanh than. Áo nam nha chị em mình ơi. 69k gọn kho luôn chị em mình thấy. Không có chỗ nào bán chị em mình con này 69k luôn. Áo nắng nam luôn dùng nguyên nhé. Vừa phải chị em mình nhìn cái phần tay. Có màu này, màu xanh than. Đấy, xám đậm, xám nhạt, xanh than. Cái này em chơi chị em mình 69k áo nam nha. Con này riêng cái bộ khóa kéo của nó hết mấy chục nghìn rồi. Bộ khóa kéo này là khóa kéo chống trượt nhá. Lên luôn dùng mã nắng nam 69k. Kèm luôn dùng cái số kế là ok. Cái này em bán sale trên live em còn ít. Còn tầm 20 con nữa là hết rồi. Không chọn màu đó chị ơi, chị nào chọn màu không chốt. Có xám, có xanh. Nói chung là nó còn lẻ tẻ màu. Nên là em sale luôn cho nó gọn kho, chị em mình không chọn màu. Xanh than ấy. Không chọn màu nha, chị nào không chọn màu em không chốt mã này nhá. Lên mã áo nam luôn, dùng cái kèm số ký là ok, không chọn màu nha, em nói trước. Cái này bao nhiêu ký đây? 69k nha. 69k xe gì đó? Xe gì đó? XL. XL xe 70. Xe 70. 65 rộng. 65 rộng. 65 rộng. Đấy, còn trong đó mà. Nha, chị nào ok lên. 70 thì bóc luôn cho chị Chi Phạm cái đó đi, cho chị Thăng Phạm. Hồ Nhật Vĩ, Chi Phạm. Chi Phạm à. Cái này cho chị Hồ Nhật Vĩ luôn. 60k, còn chị nào mà chọn màu em không chốt nha. Riêng chị nào chọn màu em không chốt. Có một cả màu đen, màu xanh đen nữa. Rồi có một cái này hai lớp à. Hai lớp size to luôn. Size 62 đổ về. Một cái 65, một cái 75 cái không vừa đâu chị Diệu Châu. 75 cái không vừa. Khoác đẹp rẻ, cảm ơn chị nhé. Không có 75 đâu chị ơi, nghe rõ số ký chốt đơn nhé. Nghe rõ số ký và chốt đơn nhé. Em đọc rõ ràng là 70k đổ về là lấy size XL. Và 65k đổ về chị em mình lấy size L. Giờ đến 75k thì làm gì có hàng mà trả. Rồi con này lên luôn chung yên. Cái này có một cái hai lớp. Thì chị em 85.000 luôn. Nam thì chị Ngọc Thanh Võ luôn. Ok chị Ngọc Thanh Võ nè, hai lớp nha. Size này 62, còn lấy 65 vô tư. Nhớ luôn dùng yên con này hai lớp. Bán tặng chị em mình con này 85k luôn. Tổng kết hai lớp à. Khoác nam hai lớp đâu rồi hè? Đây, cái này em đi nói chị em mình là hai lớp nam đây. Hai lớp nam. Thấy nam 70k ni nguyễn đồ mà. Không có vừa, chỉ không có chỉ chọn màu mà đăng rứa à. Là nó là không chọn màu. Không mà. Chọn màu thì làm chi chốt. Ni nguyễn. Không, bên này không có.
Nguyễn Nga ở Nam sẽ làm ký. Không thấy cái bài này đâu có nổ đâu. Nguyễn Nga không có luôn. Ok, ta để in đây đây có rồi. Hai lớp nam thì hiện tại còn size 62 đổ về. 62 đổ về là chỗ ok. Có size M với máy cái size L thôi. Có máy cái size L thôi. Hai lớp nam nhá. Cái này em đi luôn cho trẻ mình là 135.000. 135.000. 135 nha, hai lớp nha chị ông mình ơi. Bữa nay đi nhập bữa này giá cao đó, đã hỏi kho rồi. Hai lớp này in hay đang đang? Hai lớp đâu có nhiều mà in. Thì số 2 ký. Số 2 box size L luôn đi. Box size L. Box size L. Nha. Có size M với size L thôi, 62 đổ về là chỗ ok, còn hai lớp. Chị em mình dạo cái này đi nè. Hàng người ta bán 200 mấy một cái. Áo nam hai lớp nhá, toàn bộ là 200 mấy một cái. Em sale luôn chị em này 135.000. Nha, còn size 62 đổ về thôi. Không có nhiều nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Sale gọn kho thôi. Tương tác nhá chị em mình ơi. Cố gắng đẩy view lên xíu nhá chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem live chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Rồi tiếp. Một cái size 3, 3 cái size 4 còn sót mũ, hết trên mũ. Cái này sót được mấy cái có mũ nè, một cái size 3. À? Một cái size 3 với ba cái size 4 à. Lên mã sọc, con này em sale chị em 79.000. Chốt mã sọc nhá, 79.000 hàng này hàng 6 túi. 79.000. Nha, một cái C3 size chị em đến 60. Và mấy cái C4 là size đến 62, gọn lên 65kg, mang ok luôn dùng nguyên nhá. Lên mã sọc. Cái này không, cái kéo nó không khớp mà được. Sale luôn chị em mình con này 79k nhé. 79k nhé, khoác này là khoác 6 túi. Toàn bộ con này là khoác 6 túi nhé. 4 cái túi ở trong là. Hàng toàn hàng xịn chứ hàng sổn sổ, người ta không có may 6 túi này đâu. Nha, em sale luôn cho chị em mình 79.000 con này. Cái này mang sẽ là mang phông ôm 79k luôn nha, mang phông ôm như chị em mà nó mang ôm vô nó mới đẹp. Cái này mang ôm nó mới đẹp nhá. Size dưới 60 là chị em mình lấy size C3 đấy, mang ôm vô. Còn cái này là chị em mình giảm vô tư thoải mái luôn, lên mã sọc luôn dùng nguyên nhá. Sale chị em mình con này 79k. Size 3 và size 4 còn sót mấy con này. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên là ok. Rồi mấy cái này em bỏ lên bán tặng luôn. Sale gọn luôn. Hàng này cũng đang đi 89k. Hàng này đang sale dễ mình 89k này. Nhưng mà cái này dặn mang phôm lửng lửng. Trẻ trẻ xíu trẻ mà mang những con. Không nam đây mày. Không có nữ. 6 túi cho chị Hồ Nhật Vĩ kìa. Hồ Nhật Vĩ. Hồ Nhật Vĩ. Lấy size nhỏ thôi, size 3. Size 3. Size 4 cái diệu chu. Cho cô thu luôn 79.000 chứ. Cho cô thu một cái. Có mũ nãy giờ xe 79.000 chứ mấy. Nãy giờ có một cái xe 4 nữa. Còn một cái xe 4 nữa nha. Có mũ nãy giờ xe có 79.000 chứ mấy. Hàng 125.000 em hay sale đó. Coi 52 đổ về lên mã vàng luôn dùng như là ok. Nha, 52 đổ về thôi à. Còn lại bỏ cho Phạm Hương cái đó. Phạm Hương quen. Phạm Hương quen nữa là hết. Phạm Hương hả? Rồi nha, lên luôn chỗ này. Cái này đang đi chị em mình 89.000 nè. Cái này em sale luôn chị em mình luôn. 60k luôn. 60k luôn. Cầm lên luôn cái hồng đó bà. Cái này phôm lửng lửng á, trời em. Phôm lửng lửng với chị em mình ơi, toàn theo. Nha. Phôm lửng toàn theo, cái này 52 đổ về chị em chúc đẹp nhớ luôn dùng cái này phôm lửng. Mũ của nó cũng là mũ theo luôn. Nha, lên mã này là 60k luôn. Trời ơi, rải sẵn chưa? Rải giật mình chưa? 60. Chị Trần Thanh Trà nãy giờ toàn sao chị ơi. Hồng này có một cái. Sale 60 này. Luôn. Sale 60 luôn, nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cái này có một cái. Size 52 đổ về là chị em chút đẹp. Phôm này phôm hơi lửng lửng xíu, hết vàng thì chợ còn hồng. Lên hồng luôn dùng nguyên, nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Hết vàng nhá. Thế. Còn hồng, hết vàng rồi nha. Hết vàng rồi nha. Còn hồng còn có một cái, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên. Còn hồng. Còn hồng nhá. Và đỏ nữa thôi là hết. Trời ơi. Hồng cho chị Trần Thanh Trà. Trần Thanh Trà. Rồi còn đỏ nữa là hết sale 60 luôn. Còn đỏ nữa là hết, chị em mình nhìn cái phần trong của nó người ta may này. Toàn hàng đẹp không có chị em mình, hàng giả nhé. Này. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Con này để mang đẹp nhất là 52 đổ về. Con này toàn bộ là phun lửng nhé. Hai túi trong, lên mã đỏ là ok. Nam một lớp cho chị Nguyễn Nga hồi nãy in chưa ta? Nguyễn Nga nè. Có ra bay rồi. Ok. Chị nào lấy đỏ lên đỏ 60k nữa là hết nhé. Đỏ chị nắng mùa hè, chị em mình nhìn cái độ giãn của con áo. Nó đã lắm. Từ từ, còn nam 70kg, 69k. Nắng mùa hè này có vàng rồi okay, nha. Ok Phạm Hương luôn. Ok Phạm Hương.
Rồi ok nhé, chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng Nguyên nhé. Ok, đơn trưa nay chắc là ngày mai nhà Nguyên mới chốt đơn. Ngày mai mới chốt đơn, rồi lên đỏ luôn dùng là ok nhé. Em là ba cái, một hồng, hai cái màu xanh. Rồi cho em. Cái này em lên nó luôn, hàng này là hàng 145k em đang chạy. Ok, nắng mùa hè. Không điêu nha. Không, cái này là em đang đi là 145k này. Hàng này không phải hàng thông hơi mà là chắc của nó là hàng gì à? Hàng này hàng hạt cường, không phải hàng kim cương nhé. Kim cương nó rẻ hơn, vải nó mỏng hơn. Size này chị em đến 57-58kg đổ về. Hàng này em đang đi luôn cho chị em mình là 145. Nếu bình thường chị em mình hỏi hai lớp em vẫn xem 145.000. Bỏ cho một cái XL, hồi nào sáng khách hỏi mua 3 cái. Bỏ lại một cái XL. Hai cái nam size 60 cho cô Thu rồi nè. Ok cô Thu. Cái này em đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền? Đang đi 145, cái này em sale luôn cho chị em luôn 95k luôn đi. Giá này em sale trên line rồi nhé. Sale trên line, em đang chạy 145.000. Cái này là em lên lỗ luôn. Vì cái này đất hàng là không có hàng về nữa. Không có hàng, những cái nào mà sẽ không có hàng về là toàn em sale luôn, em qua mão luôn. Nhìn luôn dùng em toàn hai lớp nhá. Hàng này đang chạy 145.000. Màu hồng này size trẻ mình tầm 57, chị nào gọn lên 60 nhá. Hàng gu, nắng gu hai lớp sale 95.000, sale L nhá. Hồng sale L có một cái. Xanh sale L. Xanh sale L được hai cái, nhìn hàng luôn dùng em. Đấy, giá này em bán tặng trên live thôi nha. Thế chị em mình bình thường đặt hàng bình thường nhắn tin qua thì em vẫn chốt giá bình thường. Cho chị Nguyễn Hường, cá chị Nguyễn Hường chốt đơn chưa? Đơn đi chưa? Nguyễn Hường. Nguyễn Hường màu hồng. Màu hồng cái còn hai cái màu xanh nữa là hết. Size này chị em 60 còn bon trang được con này nhé. Size L nhưng form nó to. Nha có hai con size màu xanh này, màu xanh xanh đẹp. Xanh này xanh gì? Xanh vịt à? Vai xanh vịt. Lên mã xanh luôn dùng nguyên là ok nhé. Em đi được chị em mình 95k. Chưa Nguyên nói thật sự chưa bao giờ cái này chưa lên nè. Chưa bao giờ có giá này luôn. Chị nào lấy xanh lên xanh nhé. Cho em cả hai cái nữa cho chị. Rồi còn toàn bộ là XL thôi, không chọn màu đi. XL. Còn lại toàn bộ là XL không chọn màu đi. Các màu luôn. Chị nào lấy chốt xe 95k không chọn màu xe XL, size đến 65. Số 2, số 5 bông trang vô tư luôn nha. Không có size M đâu chị ơi. Cái này không có size M đâu. Hàng này em còn lẻ tẻ màu lại nên là em lên bán tặng cái dẻ mình thôi, không có cái size M nhá. Đấy còn mỗi là size XL thôi, chị nào lấy XL lên XL là ok nhé. Hết hai cái dài. Còn hai cái nắng dài thơm. Nắng dài thơm là mình đi mấy 101 à. 125.000. Size 101 luôn. Size to nhé. Một cái size 55 đổ về. Xanh than hết size L rồi chưa? Size L em nói là còn đúng hai cái màu xanh vịt nó thôi là hết rồi đấy. Hết sạch luôn. Rồi tiếp cái này mình có hai con. Đúng hai con nhé, nắng thơm dài. Hàng này là hàng con thơm nhé, thơm dài. Một cái 55 đổ về, một cái size 60-62 đổ về. Chị em chốt ok đúng hai con thôi. Lên mãi dài. Cái này em sale luôn chị em là 110 luôn. 110 nhá. Son dài hai lớp nhé chị em mình ơi. Hàng này hàng son thơm. Mang lên nó thơm lắm. Đấy chốt lên luôn dùng cái này nha. Sale luôn cho chị em mình là 110. Một cái size L và một cái size XL. L chị em mình 55 đổ về và XL chị em mình 60-62 vô tư nhé. Đấy chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Cho mượn cái điện thoại nó phát tèm like nữa đi. Cái gì sao? Phát tèm like nữa đi. Làm gì nãy giờ để hết đi. Cáp pin đi chứ. Lời cho Phạm Hương. Dạ, dạ, dạ. Một một không luôn. Chà em dí em phát thêm cái nữa. Rồi lên cho em ít áo phông với Thái. Đây nè, hồi nãy em vứt vô mấy cái cặp áo phông Thái đẹp rồi. Trời, tương tác lên xíu nữa đi mấy du ơi. Cái này toàn phải phát thêm like nữa đó. Tiêu chán lên nữa. Còn cái này hai cặp S, cái này chị em mình mua đây nè, chị nào chưa mua tranh thủ phát nè. Nè ai nhận được con này về là khen thôi. Cái này chị nào đã có sẵn áo ba lỗ này, áo ba lỗ này, áo hai dây này, màn con này size dễ mình 50-52 đổ về. Con này đúng chuẩn vô màn xúc luôn, có hai con nhé. Size S size 50 đổ về. Ok giờ em lên bộ từ từ chờ em chút nha, chờ lên bộ đây.
xịn sò lắm. Có hai con, một con đỏ đô, chị nào đi tập này mang nhà cũng đẹp. Có hai con một cái đỏ đô, một cái này đi cặp đi, chị mình 70.000 hai con luôn đi. Cái mình đang đi 49k con à. Đang đi 70.000 hai con. Thôi là đem 70.000 hai con luôn đi. Đang sale là 49k con. Cái y như thế này mà nguyên trong một bộ, trẻ mình bữa mang cái màu đen là trẻ mình thấy y nguyên này một bộ là đi 240.000 nguyên một bộ. Mà là gom giá sỉ là 240.000 một bộ ấy. Này đi trẻ mình 70.000 hai con nhé. Chốt mã này là mã 70 lộ, chị nào vô cái like mới rồi tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nhé. 70.000 hai con và size S chị em mà nó. Chốt mã 70 là ok nhé. Comment mã 70 nhé chị em mà nó. 70.000 hai con. Cho chị Hồ Nhật Vi. Không có size to nè. Hồ Nhật Vi không có size to. Không có size to nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Size này chị em mà 50 đổ về thôi. Con này 50 đổ về thôi chị em mình nhé. Cái này eo 70 nè, con này xinh lắm chị em mình đang có mấy con áo kiểu trắng, mấy con này lên hoặc là mấy công sở em lên rồi. Em còn size nhỏ thôi, không còn size to. Cái này chị em mình tầm khoảng eo 70 đổ về mang lên, con này rất là đẹp luôn. Lon cam phía sau chị ơi đến 60 với chị Văn Hana ơi. Đến size 60 đấy. Cái này em sale luôn chị em mình là 59k con luôn, hàng hàng trượt, đẹp lắm. Con này đẹp lắm, mix áo cái này mà khách không chốt để cho em mang với mấy con áo kiểu màu trắng. Lên xếp đẹp, mang với áo thùng. Trong kho à? Xe 38 à? Cái này lên mã nam, xe 38 cái này mình bán bao nhiêu tiền sao? 140 à? Thấy không? Quần còn size S vậy? Cái này Huyền Huyền, Huyền hỏi Huyền. Huyền Huyền, cái này mấy bữa mình đi mấy vậy? Giá mấy? Mấy ta rồi? Đó mình lấy. Thế 101 nghìn. Dép xe 38. Dép nam xe 38. Không có xe to em hết rồi. Đoan còn sót một đôi, lên mã 100 đi. Lên mã 100 luôn dùng nguyên cái đôi này nhé. Lên mã dép xe 38 đang còn sót trong kho đôi mo ra nè. À, cái này mới đi hôm Tết. Mới đi hôm Tết thôi. Xe 38. Quần xanh. Quần xanh. Xanh cho nét chữ Việt. Như đây. Quần xanh hồi nãy mới mấy tiền trời. Hồi nãy Nguyên đọc mấy tiền ấy. Hồi nãy em đọc mấy tiền nó lên lại cho em với. Đây nè, quần con sở size S đây chị nè. Hồi nãy em sẽ 69k này. Size S M. 50-52 đổ về. Quần váy có size màu gì đó, đâu còn, em hết rồi. Đây này còn một cái này size M nhưng mà chị em 50-52 đổ về thôi nè. Công sở thì size S nó còn rất là nhiều, chị càng đến lúc chốt đơn chị báo bỏ vô nhé. Cái này em sẽ 69k nè. Đấy, chị nào lấy chốt. Rồi lên mã này, mã trăng váy luôn dùng nguyên. Từ từ, lên thêm lụa lửng 93 nhé. Trời ơi, em lên mà không chốt em phí lắm. Em tiếc hàng lắm. Em lai đi lai về toàn bộ okay, hàng đó là em lên. Nãy xe bao nhiêu nó chịu việc hè. Dạ, em xe giá máy, đạp giá máy em không nhớ giá luôn. Cái này còn cáo. Em lên em tiếc lắm. Quần xanh lá nhưng mà em biết là em xe giá máy hè. Cục tóc à. Nhiều vô. Thì cái nước mà cho cục tóc. Thế à, cho cái này bỏ vô vô trang. Cái này xe S này. Cái này em còn sót cái thì hàng mình trẻ mình đi mua không dưới 195.000 đâu. Xe S biết rồi. Cái này em xe luôn trẻ mình 85k luôn. 85k size S thôi nha. Lên mã trăng váy dài size S. Hàng Quảng Châu nhé. Rồi vô trang đặt đi. Hồi em up lên trang cá nhân vô trang nè. Cho em lại đi lại về em tiếc hàng lắm. Hàng sale 90 mấy gì. Không có chứ. Con riêng này còn size 28 cho nam. 89.000 luôn. Nha, hàng này em đang đi 109.000 con. Size 28 cho nam nhé. Sale 89k luôn nhé. Sale 89k luôn. Rồi, mấy cái bộ đùi này. Đùi thun thái. Đùi đi mà đùi thun thái, vải này. Đùi thái luôn dùng nguyên nha, size đấy 60 và duyên duyên mà ướm cái này mà định lái nè. Hôm qua có màu cam rồi, phải không? Trước mà em định chưa chị màu vàng. Đùi vàng bà là... Size 60-62. Size 60-62. Cái này em đi luôn trẻ mình 89k nhé. Lên mã thái hồng, cái này toàn thun thái. Trẻ mình thấy giờ một con áo thun thái không là đã đi bao nhiêu tiền, 89.000 rồi. Em đi chở mình nguyên bộ này. Lên mã bộ thái hồng. Cái này rất mỏng lại thôi. Cũng hết rồi. Lên mã thái vàng. À quên lộn, thái hồng 89.000. Nha, size này chị em lấy 62 vô tư luôn. Nha, chốt mã thái hồng là ok nhé. Chị nào lấy thái hồng, em thái hồng đang còn sót một bộ nách này. Bộ nách này, thái hồng cho chị My Nguyễn. Phôm này chị em lấy 60-62 nhé. Quần 69 cho chị Trần Hana, quần công sở. Quần công sở thì Trần Hana. Đây, nè. Nè. Lên mã nách. Đây, quay. Nách xanh luôn dùng nguyên nhé. Size 62 vô tư. Con này size 62 vô tư nhé.
lên mã nách xanh luôn dùng nguyên nhá. Theo hết chứ chị, mình được chữ này chữ theo hết. Thái xanh. Trần Thanh Trà. Trần Thanh Trà. Trần Thanh Trà. Nách xanh cho chị Thanh Tâm. Đấy. Trần Hana à? Ừ đúng rồi. Trần Hana là có. Nhưng mà đâu có chốt đơn đâu. Ờ. Để em yên ra nhá. Để em yên nhá chị Nga Mai. Có quần CS thì bỏ chị hai cái. Rồi lên mã nách đen luôn dùng nguyên nhá. Nách đen. Nách đen luôn dùng nguyên nhá. Trần Thanh Trà nó lộn Trần Hana. Chữ này toàn chữ theo hết chị em nè. Hàng Thung Thái nhá. Lên mã nách đen, nách xanh chị Thanh Tâm có rồi, lên mã nách đen luôn dùng nguyên ok. Nách xanh Thanh Tâm à. Thanh Tâm. Nách đen luôn dùng nguyên chị ơi. Chị em mình mua 89.000 nhận cái bộ đồ về đi. Khách nhà Nguyên có người mua tặng 15 bộ, em không nói điều. 15.000 bộ nhưng mà hai like. Mỹ Phương, một like 15 một bộ. Like. Một like 15 bộ. Còn máy sao cũng có máy bộ. Like sao là có máy. Còn khách nhà Nguyên mua nhiều ít nhất là 5 bộ. Em nói thiệt luôn, riêng Thung Thái nhận hàng về xong là mua thêm thôi. Giá quá rẻ lên mã nách đen luôn dùng nguyên nhá. Em đi luôn chị em mình bộ này với giá là 89.000 nha. Chị nào lấy mã này lên mã nách đen là ok. 89.000. Nó nhận nó xứng đáng đồng tiền chị em mình bỏ ra, vì bình thường hàng này đi nhập sĩ không là trên 135.000 rồi. Có chị Nguyễn Tâm. Có chị Nguyễn Tâm. Trời ơi buồn ngố à. Buồn ngố này. Đâu lòi ra cái bộ này cưng này. Bộ ngố 89.000 à, đi 89.000 luôn đi. Bộ ngố này 89.000 cũng Thung Thái luôn. Lên mã ngố nhá. À mã đùi, mã đùi, mã đùi. Đùi 89. Lên mã đùi 89, đùi xám 89. Toàn phôm to, phôm này chị em 60 vẫn mang được. 62 vẫn mang ok. Lên mã xám luôn dùng nguyên nhá, 89k. Không nên bỏ qua những cái bộ này chị em mình ơi. Nha, chốt lên luôn nè. Có mấy cái bộ lụa đó, này, này, đó. Đúng ý em luôn. Nó đen hết, bỏ ra em xem luôn đi cho nó gọn không, xe to đó. Xe to đó. Rồi lên mã này là mã xám luôn dùng nguyên 89. Phôm này chị em lấy 60-62 vô tư ấy. Lên xám luôn dùng nguyên nhá. Xám luôn dùng nguyên 89. Rồi lên luôn cho mã sọc. Comment mã sọc luôn dùng nguyên nhá, 89k luôn. À, còn áo nách nam à, áo sắc nách nam mình còn không chạy, chị em không nhớ còn nè. Rồi lên mã sọc xanh luôn dùng nguyên nhá, comment mã sọc xanh, sọc xanh. Chốt mã chị Diệu Chu này chuyên gia, chốt ở trên cái xuống ở dưới cái không lấy, giống như ai bắt lấy á, chốt xong cái xuống ở dưới là không lấy luôn. Rồi lên luôn chung mã xanh, để ý em thấy để ý chị này chốt đơn mấy lần như thế rồi, chốt ở trên xong ở dưới xả ngay luôn. Chị nào mà cứ xả trên like lại không muốn chốt nữa luôn ấy. Rồi lên mã sọc xanh luôn dùng nguyên nhá. Comment mã sọc xanh. Chị nào lấy sọc xanh comment sọc xanh luôn dùng nguyên. Trời bộ này. Bộ này khách mua nhiều lắm. Được chính xác nha. Bộ này khách mua rất là nhiều, lên mã chữ đen nha. Well, đa số chị nào đã mua Thung Thái đều có cái bộ này hết nè. Lên mã này là mã chữ đen. Cô mày chị em sống 62 water chị em mình nhìn cái phần lưng quần. Toàn bộ là hàng xịn, chị em mình nhìn cái phần lưng quần là chị em mình đủ biết này. Đấy, không phải hàng sổm sổm đâu. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã quần. Quần, quên lộn. Áo, mã chữ đen đi. Chốt mã chữ đen luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã chữ đen luôn dùng nguyên chị Ni Nguyễn. Ni Nguyễn này. Rồi nè, lên luôn dùng mã này. Ôi trời ơi, cái này đẹp. Tinh tinh xíu. Nè, hôm này 57 đổ về nhá. Lên mã chữ K. 57 đổ về em đi, chị em mình 89k chữ K. Chị nào lấy chữ cam comment mã chữ cam luôn dùng nguyên là ok, có một bộ à. Chữ cam nhá, 89k, chữ đen em hết rồi chị Thủy Đinh ơi. Nha, lấy mã chữ cam, chị Thủy Đinh cũng lao rồi, không thấy coi like, hôm nay mới thấy vô like đặt hàng ấy. Rồi nhá, lên mã chữ cam luôn dùng nguyên chữ đen hết rồi. Lên mã này là mã chữ hồng. Nè, cái này phôm to luôn, chị em lấy 60 là ok luôn. Lên mã chữ hồng luôn dùng nguyên nhá. 89.000 mà không mua cái này thì phí, vô mùa. Cái này riêng cái áo không chị em mình mix với cái gì cũng được rồi. Ừ, mang bộ không lấy cái áo này mix quần đùi, mix áo quần riêng. Đấy, lên luôn chung mã này là mã chữ hồng. 89k chữ hồng, ui mấy bộ màu vàng đi. Cái bộ nách vàng à. Bộ nách vàng à chị. Này, chốt mã chữ hồng luôn dùng nguyên nhé. Này, cho em mấy cái bộ hoa hoa cũng được chị. Chị nó quần lố. Trời ơi, cái bộ hoa hoa gì cũng được cho em. Em mang bộ. Nè, trời ơi cái bộ này. Tay của nó hơi dơ dơ xíu. Nha, form này 60 luôn. Lên mã dơi vàng, bộ này cân chưa? Dơi vàng. Hoa quần ngố này. Hoa quần ngố cũng được cho em thay cái bộ này ra. Lên mã hoa vàng luôn dùng nguyên nhá. 89k hoa, à quên lộn. Lẹo. Dơi vàng. Dơi vàng 89 còn cái nhá. Chị nào lấy dơi vàng lên dơi vàng, một cam đi chị, một cam đi chị. Dơi vàng 89. Chị nào lấy dơi vàng 89 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Thứ em có một bộ thôi à. Cái này bộ ngố. Chị Jenny Nguyễn em nói cái gì có một cái chị đừng có chốt, chị cứ lên hai cái xong hôm bữa rút kinh nghiệm rút chốt cho chị có một cái xong chị cái thôi cái không lái mất công.
Ê, để ý chị này, chị này cứ chốt hai bộ là không có đâu chị, không có cặp đâu. Hàng này hàng lẻ, dơ chị Phạm Huyền. Dơ Phạm Huyền. Chữ Hồng chị Hiền Liên. Chữ Hồng đây nè. Đây. Chữ Hồng đang like chữ Hồng này mà. Chữ Hồng chị Hiền Liên. Hiền Liên. Hiền Liên. Rồi lên lúc chung mã này mã lẫn dùng nguyên nhé. Bộ lẫn cái nào đi chị, em 89 cao luôn đi. Lẫn xanh 89 là ok nhé. Sọc xanh lên chưa ta? Sọc xanh chị Hương Hà nhỉ. Sọc xanh cho Hương Hà. Rồi lên cho mã lẫn xanh luôn dùng nguyên nhé. Lẫn xanh. Quần cái dạng quần ngố ấy. Cái này mang ngố ấy. Chốt mã lẫn xanh luôn dùng nguyên em lợ. Lên chị em 89 cao luôn. Bộ này lên luôn cho mã dài tay là ok nhé. 89 cao nguyên bộ. Chốt mã dài tay nhé hàng. Bộ lon sau của em cũng là bộ lon sau 99.000. Đây nè, nó mít dài thể thao lên đẹp lắm. Nè, lên mã này là mã dài tay vàng luôn dùng nguyên nhé. Dài tay. Dài tay có hai màu vàng hồng. Chị nào lấy dài tay cầm dùm em dài tay luôn dùng nguyên. Em vẫn đi trẻ mình luôn. Nha, lên luôn nè. Lên luôn dùng nguyên. Cái nào có số lượng thì em báo số lượng nhé chị. Cái nào em có số lượng em báo số lượng. Nha. Cái này giờ còn rớt mẫu loạn cái thôi. Lên mã dài tay vàng và dài tay hồng. Cái này có một set này. Lên mã này mã quần hoa luôn dùng nguyên. Cái này 55 đổ về thôi. Riêng cái bộ này 55 bộ ngố 55 đổ về thôi. Chốt mã quần hoa luôn dùng nguyên là ok nhé. Còn em mã quần hoa. Cái này em sale luôn cho dễ mình luôn. 89 cao luôn. Riêng cái bộ này là 55 đổ về thôi này. Nha, set quần hoa này 55 đổ về thôi. Chị nào lấy quần hoa comment mã quần hoa là ok. Xinh lắm. 55 đổ về là ok. Nha, quần lửn nhưng mà em sale luôn trẻ mình nó 89.000 luôn. 89.000 đây bộ lon này. Quần hoa cho Tiết Trắng. Tiết Trắng lên thông tin nha. Lên thông tin trên like cho em nhé. Đây đè bộ lon. Bộ lon cam 99.000. Bộ lon cam 99.000 nhé. Nè, trẻ mình những cái màu này trẻ mình thấy được cái đường kim mũi chỉ của nó này. Đẹp lắm luôn, nhìn hàng luôn dùng nguyên. Quần hoa hay nha, rồi lên luôn đi. Cái này mã quần hoa nó mình còn không chị? Lên mã lon 99k nhé. Lon 99 cái này chị em 60 bông trang được luôn. Áo này là áo phôn rộng phủ mông luôn. Comment mã lon cam dùng nguyên nhé. 99k. Đấy, những cái màu này em quay cận luôn, chị em thấy được đường kim mũi vậy của nó luôn, hàng xịn sò. 99k lon cam nhé. Chị nào lấy lon cam comment lon cam bộ lẫn em đi chị em mình là 99k. Rồi lên luôn chung mã này là mã tim. Lên số điện thoại luôn Tiết Trắng ơi. Chị lên địa chỉ cụ thể luôn giùm em xíu nhé. Ví dụ như đội thôn hay gì á, chứ còn mà lên một cái xã không biết là shipper người ta đi chạy kiểu gì á, lên rõ địa chỉ luôn giùm nguyên nhá. À, đội hoặc là thôn. Đấy, kèm luôn giùm nguyên hết. Tim thì Đặng Thị Diệu này. Tim 99k này. Lo nãy thì Lê Nguyễn thì sao? Nha, lên địa chỉ cụ thể luôn dùng nguyên, kèm số điện thoại luôn dùng nguyên nhé. Để bưu tá người ta tiện người ta ấy chị ơi. Nha, chứ còn mà chị cứ cho cái địa chỉ cả xã không là người ta không có chạy nổi luôn ấy. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Để riêng qua bên chị Tiết Trắng đi. Hồi nãy chị Tiết Trắng là quần hoa đúng không? Để riêng qua bên thì cho thông tin đầy đủ rồi chốt, còn không là bỏ cho bên kia là lon lại. Lon gì ni, Nguyễn Ni ngắn. Ôi, 99.000. Bộ này xinh chưa? Chữ này toàn chữ theo nhé. Ok, Trần Thanh Trà rồi. Chị Trần Thanh Trà như là có địa chỉ cũ rồi. Cách mới nha. Đây đây nhé, cách mới ra không có thông tin cụ thể. Cái này chị em 55, 57 đổ về. Nha, lên luôn cho mã theo cam. Nhìn nè, nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Đây, những cái này chị em mình sẽ thấy được, thấy không? Đấy, hàng nó đẹp như thế này luôn. Nhìn cái phần lưng này. Hàng toàn hàng xịn thôi. Lên mã này là mã theo cam. Theo cam đi, 99k theo cam nhé. Chị nào lấy theo cam. Chị chưa lên thông tin thì bỏ cho khách khác hay sao? Bỏ riêng cái quần hoa hồi nãy nhiều khách chốt ấy. Nếu xong không cho cái số điện thoại luôn, thậm chí không có số điện thoại sao chút. Lên mã theo cam luôn dùng nghe nhé. Comment mã theo cam là ok. Theo cam cho Đặng Thị Diệu. Theo cam. Trời ơi. Lên mã này là mã cô gái. Hoặc mã chấm bi, nhìn hàng luôn dùng nghe. Cái này 55, 57 đổ về. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cái này set này của ta lắm. 55, 57 đổ về nhé. Chốt lên luôn chung mã này là mã bi đỏ dùng nguyên là ok. Comment lên mã bi đỏ, một lửng này 99k, bi đỏ 99k, chị nào lấy bi lên bi luôn dùng nguyên. Ôi cho em cái bộ này em mang thử, chưa bao giờ em mang cái bộ này hết á. Mình hết rồi. Cháy thôi chị, mong một người nâu. Cô nâu rồi. Chị lái được một người nâu. Cô gái cho chị Nguyên Hồng. Nguyên Hồng, bỏ của chị nó ra đi sao? Để coi thử cái chị nào hồi nãy quần hoa này. Bơ. Nguyên hoa. Hồng mà. Nguyên Hồng. Cái bỏ cái bộ quần hoa nó cho chị bo bơ đi. Bo bơ. Trời cái bộ này em chưa? Em
em mua mù nu, chị lấy mù nu về nhà y đó. Trời bộ này đẹp lắm. Mù veo áo mù nu. Hả? Nè, đẹp lắm, bộ này cưng lắm nè. Lấy mã quần vàng luôn, dùng nguyên là ok nhá. Dương Duyên mang vừa luôn à. Nó giãn này chị em à. Kia là mang cái quần này, không biết bao giờ nó rách cái quần này. Lúc bao giờ nó hư cái quần này. Có đơn gì đó ta? Khách cũ. Bơ bơ chứ không phải bơ bơ nè. Bơ 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 nè, thấy bơ hết trơn. Rồi lấy mã quần vàng. Bơ bơ. Ok vàng bơ. Bơ bơ á, bơ bơ có đơn chị. Úi giờ giật mình. Chị Đức Nguyệt. Bơ bơ hồi nãy có bộ một bộ rồi nha. Lấy mã quần xanh luôn, dùng nguyên màu xanh cốt đẹp lắm, xanh cốt. Quần vài mấy rồi chợ này. Nhìn cái hàng quần này. Nhìn hàng cho Nguyên nhé, chị em mình đủ biết hàng xịn hay là không này. Đây, nhìn phần mai này. Thấy chưa? Đấy Nguyên quay cặn luôn chị em mình coi. Quần xanh nhá, cái nào màu xanh xanh bơ. Màu xanh bơ ấy. Lấy mã quần xanh là ok nhá, đẹp lắm bộ ngố. Quần cốm cho chị mua chị bán bay đẹp lắm chợ. Mùa chi bán ba chữ hồng rồi ok lên trong mã này theo hồng luôn dùng nguyên theo hồng này form chị em mình 57 đổ về thôi riêng cái theo hồng này form 57 đổ về chữ này toàn chữ theo nha 99.000 nha chốt mã chữ hồng là ok quần xanh em hết rồi chị quần xanh em hết rồi nhá rồi lên luôn những này chốt lên luôn dùng nguyên cái này nhá comment mã này mã theo luôn dùng nguyên theo hồng là ok chị nào lấy theo hồng comment theo hồng quần xanh em hết rồi chị Trà ơi theo hồng dùng nguyên có một bộ à chị nào lấy theo hồng comment theo hồng là ok rồi lên mã chữ hồng form to form 60 vô tư form to form 60 vô tư nhé lên mã chữ hồng luôn dùng nguyên những cái bộ này mà không phát không biết mua cái gì bán quần xl bán quần xì không à cái gì cũng có quần xanh em hết rồi nha cái này lên luôn dùng nguyên là mã chữ luôn dùng nguyên nhé lẫn hồng cho tiết sáng lẫn dùng nguyên nhé rồi lên luôn chung mã này là mã số 7 hồng. À hồng đây à theo hồng mà. Rồi lên mã chữ hồng đi luôn đây, ba. Chữ hồng rồi lên luôn chung mã lẫn tiếng cái này 55 đổ về thôi lên mã này là mã số 3 chữ hồng chữ cam luôn cái này có hai màu chữ tím chứ à, chữ tím màu này lên mã chữ tím luôn dùng nguyên theo toàn bộ hết này chị em mình nhìn này đấy chốt luôn dùng nguyên 99k bộ lẫn bộ lon làm sao cũng 99k còn được bộ này. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhá rồi lên luôn dùng cái mã này là mã tím luôn dùng nguyên lẫn tím cái này chị em mình để năm mang đẹp là 55 đổ về 55 đổ về là chị em chốt đẹp 55 57 đổ về là mang ok con này hàng may xịn sò lắm chị em mình ơi toàn hàng này hàng công ty không á Trung Thái chứ còn mà hàng xưởng người ta không có may được ra như thế này tím cho tím em nói thiệt cái hàng xưởng người ta không may được ra như thế này giờ chị ơi 99.000 cho bộ dài á à, quên lộn bộ lẫn là 99.000 bộ đùi là 89.000 nha rồi lên chung mã này là mã theo cam còn được ít nữa thôi là em hết luôn rồi đó cái này em về số lượng rất là nhiều luôn mà giờ rơi rất được vài cặp nữa là hết luôn rồi lên luôn dùng nên là chị nào chưa săn được Thung Thái tranh thủ phát đi nhìn hàng luôn đấy con nào nó cũng như thế này hết lên mã quần cam luôn dùng như là ok nhé đây luôn chị em mình mã này với giá là 99 ao quay lộ ở đúng rồi 99.000 quần cam nha comment mã quần mã cam là ok 99k gì vậy chín chín nghìn chị nào lấy mã này lên ạ 99k là ok hết từ hết đùi à còn đùi chứ còn đùi Duyên Duyên đang soạn đùi từ chờ em xíu có một cam và một trắng cái này có hai bộ này có bộ nào tầm 50 cái đổ về cái này hàng free size á chị ơi 50 mà cũng được 60 mà cũng được như em mang cũng được có bộ đùi nó cho em bộ đùi em mang cũng được à bộ hoa này em chưa mang lần nào đúng không cái bộ này em chưa mang lai lần nào cho em mang phát từ chờ em xíu nè lên luôn cho mã rút dùng nguyên nhé rút trắng và rút hào à rút cam 99.000 chờ em xíu em đi thay rút trắng rút cam này. Rút trắng rút cam nhé chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên bộ hoa này chưa mang lần nào đúng không cho em mang phát cho mang đồ mới phát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho. Bộ này 50 đổ về thôi. Bộ này quần của nó là quần ôm rồi này. Ngố này là ngố ôm rồi này. Xin cái bộ này 50 đổ về thôi này. Ngố nhưng mà cái này 50 đổ về thôi chị em mình. Rút trắng kìa, rút trắng chị Hiền Liên kìa. Rút trắng đây nè. Hiền Liên. Hiền Liên rút trắng. Riêng cái bộ ngố này chị em mình 50 đổ về thôi nè. Cá là bao nhiêu đây? 99.000. Cái ly nước cam này hết 1 kg cam không? Hết. Mấy quả? 3 quả. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã hoa cam luôn dùng nhé. Bộ này size 50 đổ về chị em chốt đẹp. Hoa cam nhá, chị nào lấy hoa cam này hết cái cọc này. À. Gì? Bị dơ xíu à? Chị Hiền Liên ơi, cái này dơ xíu. Cái này về giặt ra. Nó ra ba bỏ cái áo không rồi, không bán cái quần rồi mà cái chị. Trời ơi. Chị Hiền Liên ơi, cái này dơ xíu rồi chị Hiền Liên ơi. Cái này em sale nhé. Cái này đang đi 99 gì nhỉ? Lên mã này 69k nhé. Á à, lộn 79k đi. Mất tiền về là Hiền Liên. 79k đi. Hoa cam này chị Ni Nguyễn này. Nha chị Hiền Liên ok chốt rút trắng. Bộ cam luôn cho Khánh Chi. Bộ cam này luôn cho Khánh Chi. Cam này. Nhưng mà Ni Nguyễn mà. Ni Nguyễn Khánh Chi. Khánh Chi. Nha chị Hiền Liên ơi. Nha mã đó 79k chị ok chốt thôi bỏ ra nhé bị chấm cái này. Bị chấm cái phần lai một xíu chị giặt được. Chị Khánh Chi nha. Rồi lên luôn dụng này. Hoa này em có nè, do các màu của mã hoa này đi. Ai thích cái màu nào chút màu đó, nhìn cũng cưng này. Mình cưng chứ bồ hề. Những cái bộ này chưa mặc like lần nào luôn. Chưa lên like lần nào luôn. Chị Hiền Liên là ok. 79k Hiền Liên. Màu vàng cái này tầm 50-52 đổ về đó nha. Riêng cái bộ này 50-52 đổ về. Giặt ra chị ơi. Giặt ra đó. Mà màu trắng nó rất là dễ bị chấm nhẹ thôi. Xanh ngọc bộ, đen một bộ. Cái này là mỗi thứ còn bộ này. Vàng bộ này. Xanh ngọc một bộ này. Xanh ngọc này. Ngọc một bộ, đen một bộ. Vàng có 3 bộ. Lên mã hoa kèm màu luôn dùng nhé. 99k hoa. Có một bộ xanh ngọc, một bộ đen thôi. Nha, một xanh ngọc, một đen. Màu hồng nữa, có cả màu hồng. Chị nào lấy mã hoa lên hoa kèm màu luôn dùng nhé. Đây nè. Chốt lên hoa luôn dùng nhé. Tương tác lên xíu chị em mình thôi. Nha, kèm màu luôn. Xong cái này để em lên chị em mình. Chủ yếu là còn đùi chứ còn lửng không bao nhiêu, lửng nó rất là ít. Hồng luôn dùng nguyên này, chút mã hoa kèm màu luôn dùng nguyên nhé. Hồng nu cam nha, còn mùa hồng nu cam, hồng là nu cam, xanh đen, mỗi thứ một bộ thôi. Riêng mùa màu hồng được vài bộ. Đấy, chị nào lấy màu nào lên màu đó luôn dùng là ok nhé. Tương tác lên xíu dễ mình thôi. Rồi lên mã bộ mặt cười. Riêng mặt cười này trẻ mà 57 đổ về. Hoa nu chị Bích Liên. Hoa nu. Mình còn Bích Liên nữa, Bích Liên này, hoa xanh chị Ni Nguyễn. Bích Liên à, Bích Liên lên thông tin lại cho em đi. Vàng cho chị Hằng Trần. Vàng chị Hằng Trần. Hoa kèm mặt cười cho chị Nguyễn Thường. Mặt cười. Thế Bích Liên á. À gửi cái quần về. Thôi. Quần về mình còn chịu cả tiền. À vàng mặt cười á. Vàng mặt cười của chị Hằng Trần. Của chị Hằng Trần. Xong cuối cùng là mình chịu tiền ship. Đúng rồi đó nè. 403. Sao 403? Hàng thì em like rõ ràng luôn. Như em là em chỉ mang size S lên cuối cùng ra cứ lên không ấy cái là trả về đó, bằng để cho shop chịu tiền ship. Chị em mình mua hàng như thế này vui quá. Người ta vẫn đang mang, ví dụ bệnh bụng to thì mình phải nhích size lên. Phải nhích size lên hoặc là hỏi lại. Xong cuối cùng cứ lên cái hồng ưng nó bỏ về thôi. Rồi nha, lên mã cười hồng luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cười hồng lên cười hồng luôn dùng nguyên là ok. Chốt mã cười hồng nha. Còn được mấy bộ lửng nữa thôi là hết nè. Cười hồng nhá. Em đi chị em 99k cười hồng. Chị nào lấy cười hồng lên cười hồng. Trời ơi mấy bộ cưng không á. Nè. Nè, nhìn cái lưng quần này, cái này là cười hồng chị Nguyễn Hương. Quần của nó là quần ngố ngố. Nguyễn Hương. Chứ bà coi gì?
trung ngang, không lộ hạ nha. Đây mã chữ xanh luôn dù nguyên. Nè, bộ này cưng quá nè, toàn bộ là phông phủ mông dấu quần nhá. Cái này trẻ mình mang phủ mông dấu quần hết. Lên mã xanh luôn dù nguyên á. 99k xanh là ok. Thì nào lấy xanh chốt xanh luôn dù nguyên nhá, bộ này cưng. Xanh luôn dù nguyên 99k. Còn được máy bộ lửng này nữa là hết rồi. Rồi tiếp lên luôn nha. Lên mã thỏ này 55 57 độ về, cái này phông nó không có to lắm nhá. Lên mã thỏ là ok. 55 57 độ về. Chữ xanh cho Nga Nguyễn. Đấy, lên mã này. Còn lên mã này là mã thỏ đen. Rồi lên mã beo cam. Hôm nay trẻ mình lấy 60 luôn. Chút mã này là mã beo cam, bộ này lên đẹp. Bộ này lên rất là đẹp luôn ấy. Chị nào lấy beo cam comment beo cam luôn dùng đi nhá. Em đi luôn cho trẻ mình mã này với giá là ấy, cái bộ này còn nè, bộ hôm bữa khách hỏi nè. Beo cam nhá. Chị nào lấy beo cam lên beo cam luôn dùng đi. Em đi luôn trẻ mình là 99.000 bộ lận. Beo cam cho hoa quang. Đây này, beo cam đây này. Rồi lên mã thỏ đen luôn dùng nguyên là ok. À quên lộn. Bộ của em là bộ lận. Thế. Cua cái like bên kia nè. Lên mã này là mã thỏ vàng. Chốt mã thỏ vàng là ok nhá. Phôm này trẻ mình 57 đổ về là trẻ mình chốt ok. Thỏ vàng 57, chị nào mà gọn gọn thì 60kg vẫn được. Bộ em đang mang là bộ lận chị ở 99.000. Bộ lận 99.000. Lên mã thỏ vàng con bộ, chị nào lấy thỏ vàng comment thỏ vàng là ok. Bộ dài vậy. Thỏ vàng cho Nga Nguyễn. Rồi lên luôn chung mã này là mã chữ xanh. Comment mã chữ xanh là ok. Cái lưng quần nó trẻ mình 60 trẻ mình vẫn mang được, nhưng mà cái này sẽ là mang ôm body xíu nha. Cái quần sẽ quên, cái quần là sẽ mang ôm xíu. Áo phủ mông luôn, nếu chị em mình để mang rộng là chị em tầm 55, 57 đô về 60 chị em vẫn bon trang được cả. Lên mã này là mã chữ xanh, xanh này xanh theo. Chữ này là toàn xanh theo. Toàn xanh theo. Rồi lên mã xanh ngọc luôn dùng. Một xanh này đúng không? Ở một xanh. Xanh cho tầm phút. Rồi lên mã ngọc luôn dùng nguyên. Cái này 55, 57 đô về luôn. Ngọc luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình nhìn cái phần bao lưng. Toàn hàng xịn không á. Nhìn lưng luôn dùng nguyên là chị em mình đủ biết. Bộ lon còn đó nhé Nga Nguyễn. Bộ lon sau còn bộ. Chốt lên luôn trong mã này là mã xanh ngọc, rồi còn bộ đùi hết đúng không? Lấn, lấy đẳng không? Lên nát bộ đùi đi chị, lên bộ đùi đi. Rồi nha, lên chung mã xanh ngọc. Thỏ vàng hết rồi. Chốt mã này là mã xanh ngọc, có 1 bộ 57 đổi về chị em chốt ok. Còn sót một bộ dài. Hàng này hàng đi người ta bán 190 không á. Cái này riêng cái phần này nó hơi bị bụi xíu nè. Xíu nha. Gì Nga Nguyễn? Cái này hơi bị bụi xíu, lên mã quần dài luôn dùng đi. Em sale luôn trẻ mình 89k luôn. Bộ dài em đang đi là 105.000. Đang đi 105.000. Nha, cái này 55 đổ về thôi, chị nào lấy cái này lên mã thỏ là ok nhá. Cái này bị bụi xíu này trẻ mình về giặt là ok thôi, 89.000 luôn. Nha, bộ dài, bộ này bộ dài 55 đổ về trẻ mình đẹp. Vâng, thỏ hết rồi. Lên mã dài là ok. Chị nào lấy dài lên dài. Cái này có quần xanh quần gì? Dài đi trăm lẻ năm đúng không? Sale đi ta. Đấy. Sale đi tại điểm dơ cái phần lan chứ. 89.000 luôn. Sale và cho em bộ đùi em ăn. Quần này cũng được. Quần màu cam này cũng được. Để Nga Nguyễn lon cam. Dài cho Minh Ngọc. Nga Nguyễn lon cam luôn. Quần 6. Sao? Rồi em đi thay nhá. Nga Nguyễn cô mình là ship chị lon cam đấy. Lĩnh đeo mà. Nga Nguyễn. Còn được vài bộ không? Ba bộ dạ đen hết rồi nha. Rồi lên mã này là mã Mickey luôn dùng nguyên nhá. Con này trẻ mình 55 đổ về thì chị em chốt đẹp Mickey nha. Con này 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên mã vườn cam chị em mình thỏ lại rồi. Thỏ con thỏ đen thôi. Thỏ đen nha. Thỏ là con thỏ đen thôi. Chị em mình nhìn nè. Hàng thì áo vô tư dẻo để 60 ấy, nhưng mà quần em chốt trẻ 55 nên là bộ này em đi trẻ 55 cái đổ về thôi. Lên mã này, lên mã quần cam luôn dùng em nhé. Quần cam được 3 bộ quần cam. Giá em đi luôn trẻ mà là 89.000 cho bộ đùi.
Bộ này 55 đổ về thôi nha. Chữ xanh hết rồi đúng không? Chữ xanh hết rồi. Chữ xanh hết rồi chợ. Lên mã này là mã quần cam nha, hoặc là Mickey cam. Dùng đơn hoa phan à. Đi đơn rồi nha, đơn cũ là đi rồi chị nha. Cái nào chốt xong là đi đơn hết rồi. Lên mã Mickey cam luôn dùng nguyên nhá. Có Mickey cam và Mickey xanh. Đi dạy mình 89k nhé. Đây này có quần màu xanh nữa nè. Không chị ơi, 3 bộ cho chị Jenny nguồn. Dạ đen hết đầu nha. 3 bộ cam chị ơi, lên thông tin cho em đi nhá. Jenny nguồn. Jenny nguồn. 3 bộ thôi. Rồi nhá, cái này có 2 bộ. Bộ này bộ xanh. Cái này có 3 bộ, 89 nghìn. Lên mã này là mã quần xanh. Có đúng 3 bộ thôi. Có đồ bé à, đồ bé em còn ít lắm. Còn à. Lên luôn cho em mã này là mã quần xanh là ok. Bộ dài hồi nãy hết rồi. Nha, lên mã quần xanh có 2. Bữa chị chốt nhầm bộ này nên ngoài cho. Cái này 55, 57 đổ về. 55 đổ về, chị nào gọi lên 57 thôi. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã quần xanh. Có 2 bộ quần xanh thôi. Chị nào lấy quần xanh comment lên mã quần xanh là ok nhé. Quần xanh 2 à. Lấy kèm màu luôn cho em đi chị ạ. Xanh có 2. Tiết Nguyễn. Quần xanh có 2, hỏi chị Jenny nguồn thấy lên 2 đó mà không biết. Jenny nguồn lên 2 đó mà không biết. Ủa, cái bộ này cưng lắm. Jenny nguồn 2 bộ hay sao này? Hỏi nè, cái bộ này cưng lắm, 55, 57 đổ về. Hả? Hỏi chị là Jenny nguồn. Đúng không? Quần xanh đó, 2 bộ quần xanh đó. Chị ơi, lên lại thông tin cho em đi chị ơi. Nè, cái này chị em 60 bông trang được, nhưng mà vì cái này là phôm lửng em chốt 55, 57 thôi. Còn chị nào mà to mà mang được cái phôm lửng này chị em mình chốt. Cái này không phải là áo cà rốt tốt đâu nhé. Cái này có 2 bộ đúng không? Cái này có 2 bộ này. Lên mã quần hồng luôn dùng nguyên á. Đúng 2 thôi. Phôm này phôm lửng lửng. Áo hơi lửng lửng nhưng mà không phải áo cà rốt tốt. Áo phôm lửng thôi. Đấy, đẹp lắm. Cái quần to này. Chốt lên chung mã này là mã quần hồng luôn dùng. Có 2 bộ quần hồng nhé. 2 bộ quần hồng đi 89k là thun thái. Chị em mình đẹp lắm. Chốt mã quần hồng có 2 nhé. Chị nào lấy quần hồng có bộ này sót lại bộ này. Bộ này hôm bữa em đã mang like này. 2 bộ quần hồng nhé. Lên vải này là Mickey vàng. Thôi cái này dơ phía ở trên. Bộ này lỗi đây chứ. Bỏ ra cái bao lỗi chút cho em lỗi. Bộ này bị lỗi. Đặt lấy 2 bộ luôn. Doraemon là ra. Doraemon đó. Doraemon là quần hồng đó. Chị bỏ hết 2 bộ đi cho em. Dưới dương. Rồi lên mã tim luôn dùng nguyên là ok. Comment mã tim đùi. Hôm nay chị em lấy 60 nhé. Tim đùi dùng nguyên nhé. Chốt mã tim đùi. Comment tim luôn dùng nguyên là đẹp nha. Tim này có 1 thôi. Comment mã tim nhé. Tim có 1. Chị nào lấy tim lên tim luôn dùng nguyên nhé. Tim em đi luôn chị em là 89.000 tim. Tim này có 1 bộ thôi. Nha, comment tim có 1. Chị nào lấy tim comment lên tim luôn dùng nguyên là ok nhé. Tim cho Hiếu Dương. Hai bộ này, hai bộ này. Đưa cái áo cho bà sao. Cái áo không sao ạ. Đó, đó, đó. Đây. Rồi lên luôn chung mã này là mã chữ đen đi. Chốt mã chữ đen nhé, con này 55 đổ về. Phạm Đông, chốt đơn cho Phạm Đông nha. 55, 57 đổ về, chị nào lấy cái này lên luôn mã chữ đen luôn dùng là ok nhé. Comment lên mã này là mã chữ đen. 55, 57 đổ về là chị em mình chúc đẹp. Chữ đen có 1 nhé. Chị nào lấy chữ đen dạ. Chữ đen có 1, chị nào lấy chữ đen lên chữ đen luôn dùng nhé. Rồi lên luôn chung mã này là mã bò đỏ. Bò đỏ nha, phone này phone chị em đến 60 nè. Quần to nè, chắc bao đã luôn. Bò đỏ 89 luôn. Chị nào lấy bò đỏ 89 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Đây là những cái này còn ít lắm. Được vài bộ nữa thôi. Con này 55 đổ về là mang đẹp. Lên mã NI này còn bộ NI là NI theo này. 55 đổ về nhé. Lên NI luôn dùng nguyên. Bò đỏ này, bò đỏ chị Hương Hàng. Bò đỏ Hương Hàng. Cái này lên mã NI, con này 55 đổ về thôi nhé. Chút mã NI luôn dùng nguyên là ok. Chị nào lấy NI, chút NI luôn dùng nguyên. Còn bộ chữ này là chữ theo như vậy mà nói. Nha, con này là chữ theo. Chốt mã này là mã NI luôn dùng nguyên. 55 đổ về cho chị Gia Hăng. Gia Hăng. Thế. Thế. Lên mã Mickey luôn dùng nguyên là ok. Cái này phôm to này. Mickey hồng phôm to phôm 60 nè. Cái này có 1 thôi. Cái này có đúng 1. NI hết. NI nó hình như còn màu trắng không chị? Màu trắng có 2 bộ không? NI còn màu trắng có 2 bộ chứ. Còn toàn bộ là hết rồi. Lên Mickey em có 1 bộ à? Mickey đúng bộ thôi, chị nào lấy Mickey lên mà Mickey luôn dùng nguyên là ok con Mickey, Mickey cho Hiếu Dương. Rồi nha, leo luôn dùng nguyên mã này. Cái này cưng lắm.
cái này có hai bộ, lên mã chữ hồng. Chữ hồng này có hai bộ. Chị nào lấy chữ hồng, cái này chị em lấy 60 vô tư này. Áo của nó là cái tay gặp lai này, lên mã chữ hồng cũng dùng nguyên á. Tay gặp lai có đúng hai bộ chữ hồng. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng, có hai chữ hồng nhá. Hai bộ chữ hồng. Đấy, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng. Lên mã NY trắng là size 55 đổ về thôi. Chữ hồng nhá, chữ hồng có hai bộ, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng nguyên là ok nhá. Rồi chốt lên chung mã NY trắng. NY trắng. Size chị em là 55 đổ về. NY này không, người ta đang chạy 180.000 đó chị em ơi nè. Đấy, người ta đang chạy 180.000. Chốt lên chung mã NY trắng luôn dùng nguyên. Form này 55 đổ về là mang đẹp. 55 đổ về thôi. Lên mã NY trắng. Hai bộ cho Minh Ngọc. Rồi nhá, lên mã NY trắng con. Ờ hai bộ giống nhau, chị Minh Ngọc nó hai chút cặp. NY trắng gì? Chi kim. NY trắng gì? Chi kim chị. Chi kim. Chi kim NY trắng. Rồi lên luôn dùng mã này là mã nách cam. Không phải nách. Dơi cam. Cái này đẹp lắm. Size 60 vô tư chị em mình nhìn. Nhìn cái bằng lưng quần. Lên mã này là mã dơi cam nhá. Có một bộ dơi cam à. Nè, xinh chưa? Lên dơ luôn dùng nguyên là ok, form 60 nhé. Dơi, áo tay của nó hơi dơ dơ xíu. Dơi cam một bộ. Chị nào lấy dơi cam lên dơi cam là ok nhé. Có một bộ dơi cam à. Dơi cam này, cho chị Hương Hà. Chị Hương Hà. Lên mã này là mã tim đen. Tim đen này có hai. Nơi trắng còn không? Nơi trắng còn. À, cho Duy Phương. Nơi trắng còn. Cho Duy Phương. Nơi trắng còn. Có này 55 đổ về là mang đẹp nhé. Lên mã này là mã tim đen. Dơ cam em hết rồi. Tim đen này có hai bộ, form này 55 đổ về thôi chị em mình nói, toàn thun thái thôi. Nha. Chốt mã này là mã tim đen và tim vàng, tim đen được hai. Ok, tim hồng. Tim vàng và tim hồng. Nha, lên mã tim đen, tim vàng và tim hồng. Form này 55 đổ về thôi. Nha, chốt mã này là tim kèm màu luôn dùng nguyên. Tim. Dơ cam. Dơ cam hết rồi, con bộ dơ cam à. Chữ hồng. Chữ hồng. Chữ hồng cũng hết. Chữ hồng cũng hết rồi. Lên mã tim có nha, Duy Phương có. Lên mã tim dùng nguyên nhá. Tim đen, tim vàng và tim hồng mỗi bộ, mỗi riêng cái tim hồng thì được 2. Còn lại là tim đen là được 2. Rồi, nhá chị nào lấy tim lên tim luôn dùng nguyên là ok. Nhá chốt tim luôn dùm nguyên nha. Bộ này đùi luôn rồi. Lên mã này, ủa cái màu này, lạ hề. Tim là 55 thôi chị, tim 55. Con này phone chị em 60 vô tư. Lên mã theo xanh luôn dùng nguyên con bộ. Theo xanh nhá, tim đen cho chị Mai Huỳnh. Lên thông tin cho em chị Mai Huỳnh đâu. Lên thông tin nhá. Lên cả thông tin trên like cho Nguyên. Cái này lên chung mã này là mã xanh. Theo xanh luôn dùng nguyên con bộ theo xanh à. Chốt theo xanh luôn dùng nguyên một bộ. Ai lấy theo xanh comment lên theo xanh đúng một bộ theo xanh nhá. Thì ra 89k theo xanh con bộ. Form này chị em đến 60-62 nè. Form đến 60-62 nhá. Rồi lên mã chữ hồng, cái này cũng không to luôn. Mua đi, đây là những cặp cuối cùng của Thông Thái rồi nè. Nên là dễ mình tranh thủ, cái này là đặt hàng khá là lâu. Mấy tháng trời mới có đợt hàng Thái như thế này, hàng Thông Thái này. Đấy, nên là dễ mình tranh thủ mà mua. Có khi là qua đến mùa đông lại mới có hàng này lại. Lâu lắm, cái này đặt lâu lắm. Rồi lên chung mã hồng này không to luôn. Phôm này chị em đến 60-62 nhé. Đấy, chút lên chung mã theo xanh và chữ hồng, phôm to, phôm 60. 62 lên ok nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Cái này dài cam. Bộ dài cam. Ok, lên cả địa chỉ giùm em nhé. Bộ dài cam. Đấy, tay dài. Dài cam, form này form 60 mang được. Chốt mã dài cam là ok nhé. Chốt mã dài cam luôn dùng nguyên. Em đi luôn cho chị em mình lá. Cho cái bộ theo gió này chị Hạc Cưng. Chị đi đi. Bộ gấu này cưng quá nè. Lên mã gấu nha, chị nào lấy gấu lên gấu là ok. Có một bộ gấu à. Cầm em mã gấu đen phom lửng nha. Con gấu đen là phom lửng. Chị em mình có đơn khách mới lên cả địa chỉ hết trên like luôn dùng nguyên nhé. Dài cam chị Nguyễn Tâm. Lên cả hết địa chỉ trên like cho Nguyên nha. Rồi lên luôn dùng mã này. Cái này áo của nó phom lửng. Áo con này phom lửng nhưng mà 60 chị em mình ok luôn. Nha, lên mã này là mã gấu đen luôn dùng nguyên. Riêng con này thì 60 chị em mình bon trang vô tư nhưng mà áo của nó là áo phom lửng nhé. Đấy, chốt lên chắc là em tắt cái like cũ nhé. Tắt với cái like cũ như chị em mình nè. Dùng qua cái like sau nhé. Đấy, chứ bên này có... Gấu từ Hiếu Dương. Nha nha. Chị em mình nhé. Em tắt cái like cũ này nhé. Chị nào đang coi cái like này qua cái like sau nhé chị nhé. Nha chị Nguyễn Tâm, chị Mai Huỳnh nè. Lên cả địa chỉ hết trên like luôn. Dùng nguyên chị Hương Hằng như thế. Qua cái like mới giùm em. Nha.